Hello, chị lại bước trong lên. Nhìn xem cái túi này vô có đẹp không? Rồi chị nào là vô rồi thấy em chào em cám với chị ơi. Tối nay là có xếp bộ này, áo ba lỗ này, áo đế nha mọi người nha. Ai vô thấy em chào em cám với chị ơi, chia sẻ livestream giùm em nè. Rồi mấy chị ơi, hello nàng Kiều Huỳnh nè. Đi bài luôn. Rồi bây giờ mấy chị chia sẻ livestream giùm em bán tặng mấy chị túi này giá 39.000. Comment giùm em mẻ túi 39k các số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Áp dụng chị nào chia sẻ like. 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm mấy chị chia sẻ giùm em nhiệt tình mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ nhiều, comment nhiều thì cái lượt comment của mấy chị nó sẽ ưu tiên hiện lên trước. Đấy. Và một lát nữa em sẽ chốt cho mấy chị túi này với giá 39.000. Comment giùm em 39k túi 39k các số điện thoại trên cùng một dòng giùm em. Áp dụng chia sẻ 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm giùm em mấy chị nha. Ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên trang hội nhóm, mà chia sẻ càng nhiều thì càng tốt nha mấy chị ơi. Chia sẻ càng nhiều là càng tốt. Rồi túi 39k các số điện thoại giùm em. Áp dụng chia sẻ livestream mấy chị nha. Chị không thấy dòng comment nào trời. Rồi mấy chị chị đứng luôn. Túi 39k các số điện thoại giùm em mấy chị, mấy tặng mấy chị túi này 39.000. Áp dụng mấy chị chia sẻ livestream mỗi xe bị đứng cứng ngắc thì trời. Nơ như cây cơ luôn. Không thấy dòng comment nào hết. Em bán tặng mấy chị túi này với giá 39.000. Comment giùm em mẹ túi 39k cách số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Nha, áp dụng chị nào chia sẻ livestream giùm em ít nhất 3 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên trang hội nhóm. Chia sẻ càng nhiều càng tốt mấy chị ơi. Ít nhất thì 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm, nhưng mà chia sẻ càng nhiều càng tốt. À. Bà bên đây đã bà trốn rồi. Rồi sao em thấy dòng comment này, tao đóng comment hả đây? Thấy comment. Em túi 39.000 mà không thấy comment. Túi 39k các số rồi mấy chị ơi, em bán tặng mấy chị túi này 39.000. Áp dụng mấy chị chia sẻ livestream giùm em. 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm, comment lên giùm em mẹ túi 39k các số thoại. Cậu bán tặng túi 39k mà không thấy comment, đóng comment thiệt rồi. Em bán tặng mấy chị túi này với giá 39.000 mấy chị nha. Cái này hàng Quảng Châu. Đấy, cái này mỗi giờ em bán mấy chị 95.000, bây giờ em bán tặng mấy chị 39.000. Áp dụng mấy chị chia sẻ livestream giùm em. 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm giùm em. Ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên trang hội nhóm. Comment lên giùm em túi 39k các số điện thoại giùm em mấy chị. Các bạn ơi, chúng chấm like tương tác mạnh lên, em thấy comment của mấy chị túi 39.000 mà không thấy comment, lẽ nào vẫn comment nữa sao? Em bán tặng mấy chị túi này với giá 39.000 mấy chị yêu nha. Cái này là hàng Quảng Châu nè,
Chanel ngọc trai này hàng đang hot với chị nha, da của nó là bao mềm bao xịn luôn. Đấy, sáng mới về sờ bóng bự ra tới cái giữa ra nhìn da khói đóng lại đi luôn. Không cần phải bàn cãi như thế nào nữa. Rồi túi 39k các số điện thoại em bán tặng mấy chị áp dụng, mấy chị chia sẻ livestream nhiệt tình mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ nhiệt tình, lên view nhiệt tình là em chơi nhiệt tình với mấy chị luôn nha. 39k các số điện thoại giùm em. Trời bán tặng 39 ngàn mày không thấy dòng comment nào hết. Gì lẹ kìa, mày bốn mấy người xem mà không thấy comment là sao? Comment giùm em mẹ túi 39k các số điện thoại nha mấy chị nha. Áp dụng mấy chị chia sẻ livestream 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm. Tương tác mạnh lên, thẻ like, thẻ tim mấy chị tương tác mạnh để em thấy comment của mấy chị nha. Để em thấy comment của mấy chị. Rồi ok, thấy bè chôm nhãn nè. Thấy chôm nhãn nè. Rồi thấy Phạm Mì thì Minh Thư rồi nè. Túi 39k cắt số điện thoại giùm em. Áp dụng chia sẻ livestream giùm em mấy chị nha. Comment đúng cú pháp là mới có đơn nha. Túi 39k cắt số điện thoại. Không có số điện thoại là bên em không chốt đơn cho mấy chị nha. Không chia sẻ livestream ít nhất 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm em cũng không chốt đơn cho mấy chị. Ok chưa? Em bán tặng chị Diệp Nguyễn không có logo người chia sẻ. Chị Phạm Thị Minh Thư kèm số điện thoại vô. Chị Trâm Trâm Nhãn kèm số điện thoại vô. Chị Vũ Hiền không có logo người chia sẻ nha. Comment đúng cú pháp 39k, túi 39k, cách số điện thoại mấy chị copy dán mấy bạn. Mấy chị chỉ cần copy nè. Rồi dán lại, copy dán lại thôi. Không cần phải comment nhiều nha. Các bạn comment lên, các bạn copy dán thôi, không cần comment nhiều. 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm giùm em nha mấy chị nha. Chia sẻ nhiệt tình em bán tặng mấy chị túi này 39 ngàn. Comment lên giùm em túi 39k cách số điện thoại mấy chị ơi. Cái gì mà không lên nổi gì ta. Mấy chị cho em thêm vài lượt chia sẻ cho mấy chị ơi. Đẩy view lên giùm em nha. View lên cao rồi em sẽ chốt tặng cho mấy chị nè. Chia sẻ nhiệt tình, đẩy view lên cao nè. Khách quen lên nhà lấy mấy lần cũng kèm số cho mấy chị ơi. Túi 39k cách số điện thoại giùm em mấy chị. Túi 39.000 kèm số điện thoại vô giùm em mấy chị ơi. Áp dụng chia sẻ livestream giùm em. Tại sao một view chạy không nổi. Rồi mấy chị lên 60 người xem bắt đầu em tặng nha. Rồi lên 60 người xem bắt đầu em tặng. Túi này 39 ngàn mấy chị. Lên 60 người xem bắt đầu em tặng nha. Túi 39k cách số điện thoại giùm em mấy chị. Chị nào chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ giùm em. Mấy chị chia sẻ rồi cho em thêm 1-2 lượt chia sẻ nữa rồi mấy chị. Lên 60 người bắt đầu em tặng túi em mang với giá 39 ngàn. 39k túi 39k kèm số điện thoại giùm em. 39k em rút ít người comment. Trời ơi, mấy chị hàng này hàng Quảng Châu chứ mà em tặng 39 ngàn nó hàng tào lao đâu. Chị nào nhận túi này là biết rồi. Túi này hàng Quảng Châu xịn sò nha. Nguyên bộ đẹp ha. Quốc nguyên bộ này xong cái quốc cái túi này nó y vài. Đẹp ha. Rẻ bèo. Chia sẻ hơn 10 nhóm rồi á. Cảm ơn. Lên 60 người bắt đầu em chốt mấy chị nha. Em sẽ lướt comment nha. Hên xui chúng chị nào em chốt chị đó. Của giờ nó hết cho quay lượt may mắn mà. Rồi mấy chị comment mạnh tay, chia sẻ mạnh tay lên giùm em 60 người bắt đầu em chốt mấy chị. Đồ mặt là nguyên set, tối nay sẽ bán nguyên set này. Tối nay sẽ bán nguyên một set bộ mặt nha. Rồi túi 39k cách số điện thoại mấy chị ơi. Rồi em cho mấy chị xem lại cái túi này. Đây, đấy, 39k cách số điện thoại giùm em nè. Đấy. Hàng này hàng Quảng Châu chất bao mềm bao đẹp nha. Đấy, bao mềm bao đẹp cho mấy chị luôn. Rồi từ từ em lên xét em mặc mấy chị nha. Bao đẹp luôn. Lên 60 người xem bắt đầu em chốt tặng nha mấy chị. Em sẽ chốt tặng chia sẻ mạnh tay lên mấy chị. Em sẽ giới thiệu qua cái xét này nha, đỡ mất thời gian. Rồi mấy chị cứ chia sẻ comment mạnh tay nha.
Rồi còn bên mảnh tay túi B9G các số điện thoại em sẽ chốt tặng cho hai chị túi này với giá B9.000. Giờ là em lên cái màu xếp em mặc nè. Màu này cầm ơn giùm em xếp hồng đi mấy chị. Màu này màu hồng giùm em nha. Rồi màu này màu vàng mấy chị, xếp vàng nè. Em có size từ MLXL từ 40-57kg. 40-57kg mấy chị nha. Xếp này là xếp vàng giùm em nè. Màu này màu vàng nè. Màu hồng. Rồi cái này cầm ơn giùm em mã xếp đen mấy chị. Xếp đen đi nha. Em mặc là xếp hồng. Cái này là xếp đen. Xếp hồng, xếp đen. Cái này còn mơ thì em mẹ đen phối nha mấy chị nha. Đen phối. Ok chưa? Đấy. Rồi lên 60 người xem rồi bắt đầu em đọc tên em tặng nè. Chị Nguyễn Ngọc Hải không có logo người chia sẻ, không có đơn đâu em. Em sẽ lướt comment và em đọc tên em tặng. Ưu tiên bài nào à? À fan cứng nha. Ưu tiên bài nào fan cứng. Rồi mấy chị, từ từ, em có size từ 40-57kg mấy chị nha. Em có size MLXL từ 40-57kg. Màu này màu đen phối giùm em nè. Rồi bây giờ em tặng túi nè. Em tặng túi xong em bán nha mấy chị nha. Bây giờ em tặng túi xong em bán nha. Xét em mặc là có size từ 40-57kg mấy chị. Size M là 40-45kg. Size L là 46-52kg. XL từ 53-57kg mấy chị mặc ok. Áo là áo thun thái nè. Quần là quần tuyết mưa nè. Bình thường một cái quần này em bán mấy chị 69.000. Một cái áo thun thái em bán mấy chị 60.000 nữa. Một xét này phải 120-130. Bây giờ một xét em sẽ bán mấy chị giá siêu rẻ. Bây giờ em sẽ đọc chốt túi nha mấy chị nha. Chị Lê Ngọc Diệp không có số điện thoại là không có đơn nè. Bây giờ em sẽ quay hên xui nha mấy chị nha. Chị nào em quay chúng mà không có số điện thoại, không có logo người chia sẻ là em không chốt. Em sẽ chốt tặng cho hai chị. Hai chị túi này với giá 39.000 mấy chị nha. Em sẽ chốt tặng cho hai chị túi này với giá 39.000. Chị nào chưa có số điện thoại nhanh tay comment có số điện thoại vô nha. Không đúng cú pháp là em không chốt đơn mấy chị nha. Không đúng cú pháp là em không chốt đơn. Em sẽ chốt hên xui. Ai được ai rồi? Ủa nó dính cái gì á? Nó dính gì sao nó chạy dữ vậy? Nghe. Rồi em chốt cho chị Trần Hoa số điện thoại 841 cuối nè. Túi 39.000 ok nè, thấy luật chia sẻ nè. Rồi ok chị Trơm Trơm nhãn túi 39.000 nè. Em chốt tặng cho hai chị túi này với giá 39.000. Ok chưa? Hình như quần tay có màu trắng phải không? Quần tay có màu trắng. Quần trắng là quần suông, còn cái size S nè. Rồi mấy trời em sẽ chốt tặng cho chị Trơm nhãn với lại chị Trần Hoa số điện thoại 841 cuối, túi 39.000. Ok nha. Rồi bây giờ em lên xếp em mặc cầm. Suy nghĩ gì nó mũi thật trời. Rồi em sẽ lên xếp em mặc mấy chị nha. Túi 39G ngưng comment mấy chị. Em sẽ lên xếp em mặc. Em có size từ 40-57kg nha. Cái màu vàng á là chỉ có size màu vàng chỉ có size nhỏ thôi. Đấy, màu đen thì đủ size đúng không? Màu hồng, màu trắng, màu đen không đủ size. Mấy chị comment giùm em màu kèm ký, kèm số điện thoại em nhận đơn mấy chị nha. Em chốt mấy chị 95.000 nguyên một set. 95.000 nguyên một set mấy chị nha. Hồi chiều điện thoại chị không nghe máy gửi cho bè Đặng Cẩm Giang rồi. Điện thoại chị không nghe máy gửi Đặng Cẩm Giang rồi. Rồi mấy chị, em chốt mấy chị 95k một set. Em mặc là màu hồng nè. Em lên màu lại nè. 95.000 em có size từ 40-57kg. SML XL mấy chị nha. Quần chất bao đẻ mấy chị luôn. Áo là thun thái mấy chị. Chất cực kỳ đẻ. Cái này dính dừa. Đấy, áo là thun thái mấy chị. Mát rùi rùi luôn. Em nói chất bao phê. 95.000 nguyên một set như thế này mấy chị. Nếu mấy chị mua rồi một set này phải 100 mấy ha. Bình thường một set này bán khoảng 100 mấy. Bây giờ em bán mấy chị 95.000. Em mặc là màu hồng. Màu này là màu vàng giùm em mấy chị nha. Màu này là màu vàng nè. Rồi màu này là màu đen giùm em nè. Set này là set đen nha. Đen. Comment giùm em xếp kèm màu kèm số ký giùm em. Lên số ký mới biết mã chốt mấy chị nha. Em mặc là màu hồng. Ừ cái này comment giùm em xếp trắng đi cho nó khỏi lột nha. Rồi size L màu đen Phạm Minh Thư ok nè. Size L màu đen cho Phạm Minh Thư mấy chị. Màu kèm ký hoặc là kèm size trên cùng một dòng giùm em nha. Màu kèm ký hoặc kèm size trên cùng một dòng giùm em nha. Rồi chị cà rốt size L màu đen ok nè. 95.000 một set mới được. Màu này màu trắng giùm em cho nó khỏi nhầm nha. Này màu trắng nè. À, áo ba lỗ chờ chút xíu đi chị ơi. Này màu trắng giùm em mới chị nha.
Ừ bé Minh Thư siết trắng á. Nghe hô lại mới trời, nghe hô lại đọc màu lại rồi chọn này chứ lại chọn nhầm á. Nha. Cái này comment giùm em mẹ siết trắng đó chị, em đọc lại nha. Cái này siết trắng giùm em đi cho dễ khỏi nhầm. Siết này siết trắng nè. Em mặc là siết hồng, cái này siết đen giùm em. Này siết đen nha. Siết phối vàng áo đen size nhỏ, nhất nhang rồi ok chị chôm nhãn nè. Chị chôm nhãn ok nè. Cà rốt màu trắng đó nha, mấy chị nghiêm từ từ nghiêm đọc nha. Em nói đơn chị gửi cho Đặng Cẩm Giang rồi. Siết hồng 45kg cho Ngọc Yến nè. Quần trắng có size bè nha. Dạ 57kg có size mấy chị nha. Ừ, hai người đổ em màu trắng á. Em đọc màu lại từ từ mấy chị chốt phải nhầm. Cái này em cưới cơ không có nhiều nên mấy chị tranh thủ chốt. Ai chốt trước thì có màu có size không ý chứ chốt sau là không có. Màu em mặc màu hồng. Size M 40-45kg. Size L là 46-52kg. Và XL là 53-57kg. Ok chưa? Em đọc lại màu một lần nữa nè. Có size nha mấy chị nha, có size giùm em, nếu mà màu nào không có size thì em sẽ nói nha. Siết trắng cái lời chút nè, ok nè. À em bộ màu hồng với màu trắng size XL ok Mỹ Châu nè. 95.000 mấy chị ơi, kèm số thoại liền em mấy chị liên hình, bên này nó không có số của chị. Em mặc là màu hồng. Siết này còn mơn em siết đen nè. Siết này chốt lên em mẹ siết vàng mấy chị nha, vàng là áo trắng, quần vàng. Siết vàng giùm em. Rồi cái này chốt siết trắng nè mấy chị cho nó khỏi nhờ. Rồi siết trắng mấy chị ơi. Siết trắng giùm em nha. Chị cà rốt có đơn rồi nè. Không có 65kg mấy chị. Không có 65kg nha. Chị Liên Huỳnh ơi, mình lên lại số điện thoại giùm em. Bên này nó không có số của chị nha. Lên số điện thoại giùm em. Màu kèm size hoặc kèm ký. Nếu mình biết mặc size gì thì kèm size, còn không biết mặc size gì kèm ký. Em chốt mấy chị mai giao chiều nha Hạnh. Sáng nghỉ làm giao bên em không có giao chiều nha. Chị Minh Thư ơi, ở đâu thì cho địa chỉ shipper giao nha. Ở đâu thì cho địa chỉ shipper giao nha. Bên em không giao buổi chiều. Shipper ta đi một lần mấy chục đơn đi luôn lần buổi sáng đó chị. Rồi cái này còn bên em ship trắng nha mấy chị. Ship trắng nha. Hồng trắng cái lờ cho chị Vy Vy Nguyễn rồi cho số điện thoại. Bên đây nó không có số mấy chị. Bên đây là trang mới, nó không có số của mấy chị. Chị Liên Huỳnh lên số điện thoại giùm em để chốt đơn. Em nói mấy chị bên này nó trang mới, nó không có số mấy chị. Nên mấy chị làm ơn lên số điện thoại giùm em để chốt đơn nha. Cái này em có ít lắm, ít chỉnh xình xinh luôn mấy chị. Mà sai nó không đủ sai nữa. Đấy, nó không có đủ size nên chị nào chốt chút thì có chút. Chỉ có màu hồng với lại màu trắng là đủ size nè. Còn cái bè màu vàng với cái bè màu đen là bé không đủ size nè. Đấy. Rồi ok chị Liên Hình nè. Liên Hình xếp hồng ok nè. Ok chị Liên Hình xếp hồng 42kg em mặc nè. Ok chị Vy Vy Nguyễn nè. Vy Vy Nguyễn hồng trắng size L nè. Chị nào biết size comment sao, biết size comment ký nha. Xếp đen 45kg cho Không Tình nè. Siết đen là áo đen quần vàng nha mấy chị nha. Siết đen là áo đen quần vàng nè. 95.000 một set mấy chị. Một set bên em sẽ đi đơn cho mấy chị. 95k một set giùm em. Chị nào comment giùm em là 95k một set mấy chị đem viên vé nè. Rồi siết vàng là áo vàng quần trắng nè. Lộn, áo trắng quần vàng. Dạ 95.000 mấy chị ơi, cái này em có ít lắm nên mấy chị chốt nhanh. Rồi siết trắng. Siết trắng là áo đen áo trắng quần đen. Siết trắng là áo trắng quần đen nè mấy chị. Còn siết hồng là như em mặc nè. Đấy, xiết này còn bên em xiết trắng mấy chị. Trắng nha. Xiết này còn bên em xiết vàng nha. Xiết này còn bên em xiết đen nha. Rồi em thì còn bên em xiết hồng nha. 95.000 một xiết. 95k một xiết mấy chị. Một xiết em sẽ đi đơn cho mấy chị yêu. Có 95.000 thôi, em nói chị bao rẻ. Áo là thun thái, co giãn thoải mái, chất bao mát luôn mấy chị. Em có size từ 40-57kg. Có size M là 40-45kg. Size L là 46-52kg. Với XL là 53-57kg. Đấy, chị nào mà mấy chị cao 1m6 gọn gọn thì mấy chị 58-59kg mấy chị mặc được nha. Còn mấy chị mà mập mập lùn lùn thì 57kg đổ lại thôi. Rồi chị lấy chốt nhanh mấy chị. Siết đen đây. Siết đen là áo đen quần vàng là siết đen nha. Siết này là siết vàng là quần vàng. Áo trắng là siết vàng nè. Rồi siết trắng là đây, siết trắng là áo trắng quần đen. Em mặc là xét hồng. Rồi 95.000 mấy chị chốt nhanh em nè. 95k chị lấy chốt lên mấy chị ơi. 95.000 một xét thôi, nó mấy chị chấp bao xuống. Đấy, ai chưa có thì còn mua lên. Chị nào có rồi chấm chấm em qua mẫu. Hồng 52kg Xuân My Hiền ok. Chị Xuân My Hiền có nè. 52kg đấy thì chị size L. Rồi chị lấy chốt nhanh thì em mấy chị ơi. Chị này chưa biết mình mặc size nào thì còn mua ký chốt ký lên em chốt. Còn chị nào biết mình mặc size nào rồi thì cứ còn mua ký size nha. 95.000 một set thôi.
Em nói chị chắc bao đỉnh luôn. Chắc bao đỉnh luôn mấy chị. Xét này mấy chị ra ngoài mua phải 100 mấy. Hàng cực kỳ xịn nè mấy chị. Nhìn nè, hàng hãng cho em mấy chị nhìn nè. Hàng nè, hàng hãng mấy chị nha. Bao xịn sò cho mấy chị luôn. Cực kỳ đẹp, bao xịn luôn. Chắc không đẹp không lấy tiền mấy hàng luôn. Chỉ có 95.000 thôi. Rồi chị lấy chút nhanh dùm em mấy chị. Ai có rồi chấm chấm em que mẫu. Còn chị nào chưa có thì comment lên em chốt nha. Ai có rồi chấm chấm em que mẫu lấy em lên áo đé rồi cho mấy chị nha. Thanh Thúy Phạm siết trắng 53 kg. Lấy size XL. Ok Thanh Thúy Phạm nè. Ok chị Thanh Thúy Phạm là chị nào có rồi thì mình chấm chấm em que mẫu. Còn chị nào chưa có thì comment siết trắng rồi em cầm đấy. Mày suy nghĩ gì nữa? Suy nghĩ nữa hả? Ừ, ngọc lũ bóc lộn cho mẹ kia cái quần suông này. Ta comment L bóc M. Thôi ta comment M bóc L, ta chụp cái giấy qua kìa. Ta kêu đỡ mà chưa đỡ đó. Không thấy bây lên. Rồi mới trời, em đọc lại nha. Cái này là chiếc hồng, áo trắng, quần hồng, nó phối cái túi theo cái quần. Thấy chưa? Rồi cái này là chiếc đen, là áo đen, quần vàng, nó phối cái túi theo cái quần nha. Rồi cái này là chiếc vàng nè. Móc bị chéo quá. Rồi cái này là siết vàng, là quần vàng áo trắng mấy chị. Đấy nó phối cái túi là theo cái màu quần mấy chị nha. Rồi cái này là siết trắng giùm em nè. Siết trắng là quần đen áo trắng. Ok chưa? Rồi ai có rồi chấm chấm em que mẫu nha. Chị nào chưa có thì chốt. Thêm siết đen XL nhé. Siết đen không có XL. XL em chỉ có màu trắng với màu hồng thôi mấy chị. XL chỉ có màu trắng với màu hồng thôi. Đen không có XL. Đen với vàng không có L nha. L chỉ có màu trắng với màu hồng thôi. XL chỉ có trắng với hồng thôi nha. Út nè nha. XL chỉ có màu trắng với màu hồng thôi. Rồi chị lấy thì chốt. XL em chỉ có màu trắng với màu hồng thôi mấy chị. Chị Thảo Nguyễn ơi lên số điện thoại giùm em. Mấy chị đặt hàng kèm số điện thoại giùm em nè. Lấy áo về lỗi vô biết. Rồi. Đặt hàng kèm số điện thoại vô mấy chị ơi. Em nói với chị xíu này mặc bao xuống luôn. Bao cưng. Giá thì quá rẻ nha. Giá quá rẻ luôn. Bài này chưa có túi mua thêm cái túi nữa. Đi bài. Còn có mấy màu. Còn đây lỗ có mấy màu. Chị Thảo Nguyễn ơi, mày đặt hàng lên xuống thoại giùm em. 900.000 mấy chị đặt hàng lên xuống thoại giùm em nè. Đó. Đủ màu chưa? Coi cái màu nào khác không? Không. Đặt chưa? Hồng xanh trắng vàng da. Hồng xanh trắng vàng da. Hồng xanh trắng vàng da hả? Chị vàng cái gì hả? Chị Thảo Nguyễn đặt hàng lên số thoại giùm em. Có điên nữa mày gái. Điên đâu? Ở đây có một cái điên nè. Đặt hàng kèm số thoại cho mấy chị yêu nha. Không có số đâu, không có chốt được. Trời ơi, bị đâu hồng. Mỗi cái số có một cái điên. Ừ, thì rút điên. Có điên đúng không? Ừ, rút điên chứ mà rút. Áo ba lỗ này. Chị Nguyễn Thảo Nguyễn thì đặt hàng kèm số vô mấy chị. Ba lỗ này mấy chị 55 chú lại men vừa chất rất là đẻ luôn. Ba lỗ này 55 chứa lại men vừa nè. Ba lỗ chứ yếm móc móc vô rồi. Túi chưa có hàng nha chị ơi. Túi ngày mai à. Xét XL em chỉ có xét màu hồng và màu trắng là có size XL thôi mấy chị. Chỉ có hồng và trắng là có size XL thôi nha. Yếm móc móc à. Cho nó dễ là. Chỉ có hồng màu trắng và màu hồng với màu trắng có size XL thôi mấy chị ơi. Còn mấy màu kia, hai màu kia không có size XL nha. Mấy chị đặt hàng lên số điện thoại, không có số điện thoại là em không chốt đơn nha. Chị Thảo Nguyễn ơi, không có số điện thoại sao chốt đơn được. Áo ba lỗ này mấy chị 55-56 cứu lại men ok nè. Chắc bao đẹp luôn. 55-56 cứu lại em có mấy màu nè. Một cái con cái đi. Ba lỗ này 55-56 cứu lại. Tí chạy đâu vậy? Dán cỡ nó đi đâu sợ. Chấm 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 like lên giùm em mấy chị. Đặt hàng kèm số điện thoại cho mấy chị ơi. Vô đứng là chị. Vì nó trơn tí á. Từ từ. Vô đứng bán đồ hả? Sao mặc bộ này cũng vừa. Mặc bộ này dễ ghét thôi. Cùng mở cháu quần sụt chút. Vậy tụi chấm chấm like lên giùm em mấy chị ơi. Chị Thảo Nguyễn đặt hàng kèm số điện thoại cho em. Rồi áo ba lỗ này mấy chị 100k ba áo đi. 35.000 một áo. À lấy ba áo 100.000 đi. 35.000 áo nha, bán 100.000. À ta kia Thảo Nguyễn đây, Thảo Nguyễn Thảo à. À nhiêu xét vậy? Dạ, 95.000 một xét nha. 95k một xét mấy chị, em có size từ 40 cho đến 57 kg. Xét màu hồng với màu trắng, em lên màu lại màu nè mấy chị.
màu hồng với màu trắng này thì có size 57kg là size L nè. Đấy, màu hồng với màu trắng thì nó có size XL, còn hai màu còn lại không có. Đấy. Hình như vàng với XL là sao, mở ra con không? Có một xét là sao? Mở cái dây cho con này, một xét nè. Một xét là đi đơn mới chạy 95.000, một xét em đi đơn nha. Ừ rồi, có vàng XL nè, chốt cái Út nè nè, có một xét đó. Vàng XL chốt cái Út nè nè, em nhớ nhớ mẹ. Rồi, ba lỗ. Ok chị Hồng Vân nè, ba lỗ 35.000, áo chị lấy ba áo 100.000 nha. Cố gắng lựa đơn 100.000 trở lên để nhẹ em đi đơn. Một xét là 95.000 em sẽ đi đơn nha mấy chị. Hai màu này là có size XL nè, còn lại là chỉ có size M với L thôi. Một cái 35.000, ba cái 100.000. Rồi màu hồng em mặc nè, rồi màu này màu vàng nè, màu vàng em còn size M 40 cho đến 45kg thôi. Vàng em còn size M mấy chị, 40 đến 45kg. Rồi xét này xét đen dùm em nè. Đấy, lên quần baggy đi em, dạ chờ em chút xíu, quần baggy umi đó hả? Rồi em chút em lên liền nha, em lên áo ba lỗ xong em lên nha. Ba lỗ này em bán cho mấy chị 100k ba áo, một áo 35.000, 55-56kg lại mấy chị em vừa ba lỗ này. Em có màu xanh nè, ba lỗ xanh nè, ba lỗ da nè, ba lỗ trắng nè, ba lỗ hồng và ba lỗ đen. Đấy, 100.000 thì ba áo, một áo 35, ba áo 100, một áo 35, ba áo 100. Nếu quên lấy biết con học mình chưa thấy về đâu quá. Một áo 35, ba áo 100 nha, chị lấy thì chốt đó chị ơi. Một áo 35.000, ba áo ba lỗ 100.000, quần u mi nè, lên quần u mi nè. Umi baggy nè, 95.000 bộ nha. Chứ hồi chiều thấy chưa, nãy mất vui hàng khắc đỡ ra ngoài kia ngoài tủ. 95.000 một bộ nha người ơi, 95k một bộ. Quần baggy em có size từ 38 đến 65kg mấy chị nha. Umi baggy nè, 38 đến 65kg mấy chị. Đấy, 85.000 một quần. Em có nhiều cái kẹp khác nhau. Quần kia trong lưng keo nó không chia nổi. Xíu quần caro, chờ chút xíu, chờ xíu. Rồi mấy chị, ai lấy thì chốt em nè. Umi baggy này em có size từ 38 cho đến 65kg. Chị lấy thì chốt lên giùm em là mẹ 85k, quần 85k kèm size mấy chị nha. Xếp đen nè, xếp đen nè, xếp đen này em còn size ML, hay size không? Xếp đen này em còn size ML nha. Ừ, nếu mà chị muốn hai cái lên đơn thì bên em lên đơn, tùy chị thôi. Nếu mà chị muốn chịu đi đơn là bao nhiêu bên em cũng chốt đơn cho mấy chị nha, chị Hồng Vân nha. Em không có màu, ừ có màu vàng, em quên lấy màu vàng. Ba lỗ vàng ok nè. Chị muốn 70.000 đi đơn ok, bên em sẽ đi đơn cho chị. Đấy, chủ yếu là mấy chị ok là em đi đơn hết. Mấy bạn đồng ý là em đi đơn hết nha. Rồi cái này là xét đen nè. Rồi quần baggy chị lấy thì chốt mấy chị 40 cho đến 65kg, 38-65kg em có size. Hai cái lên đơn, nếu lên đơn cho bé đừng sẻ. Rồi mấy chị qua ai lấy thì chốt cho em nè. Umi dày không ạ? À, anh chào Umi nhà bao xịn sò luôn, chào Bích Liễu Ngô nè. Umi này là Umi hàng. Đấy, cái này là Umi hàng nha mấy chị nha. Hàng này xịn sò, chị nào đã mua quần Umi này cho em xin một lời phản hồi. Chị này đã mua quần Umi này cho em xin một lời phản hồi. Hàng này người ta bán 101-102. Em bán cho mấy chị với giá chỉ có 85.000 thôi, nó cực kỳ rẻ. Thấy bà kêu bán áo 250 cho quần Umi 101-102, nó dành như điên như vậy. Người ta bán 101-102. Không có sai chị ơi. S, M, L, 1X, 2X nha. Sao resize được? Resize mà 38 cho đến 65kg sao bận được. Bộ đồ em mặc vừa không? Bộ đồ có size từ 40kg trở lên. Bộ đồ em mặc có size. Mấy chị comment giùm em màu kèm ký thì em chốt nha. Quần toàn bộ màu đen khác nhau cái kẹp. Một quần bóc kẹp ngẫu nhiên. Ai lấy hai quần bóc hai kẹp khác nhau, không chọn kẹp giùm em. Chị nào lấy một quần em bóc một cái kẹp này cho mấy chị nè, ngẫu nhiên, bóc ngẫu nhiên. Chị nào lấy hai quần em bóc cho mấy chị hai kẹp khác nhau. Cái này là form dáng baggy nè, bao đẹp. Ok cho chị Hồng Vân nè. 40 đến 65kg
em có size từ S cho đến 2X mấy chị, từ size S cho đến size 2X, 38 kg trở lên là có size nha. Lấy xét à, Phượng Nguyễn lấy xét trắng đen 41 kg, lên số thoại giùm em nè. Xét trắng đen hả? Đây xét trắng đen 41 kg nè. Ông Nguyên không có kịch đen nha, quần tay đen còn, nhưng mà size bao nhiêu ký? Một cái họ hai, một xét trắng, một xét đen. Chị lấy cái xét mà áo trắng quần đen đúng không? Lấy xét áo trắng quần đen đúng không chị? Xét áo trắng quần đen thì ok, lên số điện thoại giùm em, mấy chị đặt hàng mẹ kèm số trên cùng một dòng đi em chốt đơn. Quần tay màu đen còn, nhưng mà về mặt size bao nhiêu? Xem nhiêu ký? Biết mã lên cho chọn. Rồi ai hỏi quần U Mi thì chốt mấy chị nha. Chị hỏi quần U Mi thì chốt nè. U Mi nó có nhiều cái kẹp mấy chị, nhiều kẹp khác nhau. Đấy có mấy cái kẹp khác nhau, mỗi cái mỗi kẹp chữ khác nhau gì nè. Đấy à, chị ơi lên số điện thoại lại giùm em. Bên này cái trang mới nó không có số, nó mất số của mấy chị rồi, nên mình lên lại số điện thoại giùm em nha. Lên lại giùm em số điện thoại nha chị ơi. Lên lại số điện thoại đi em chốt đơn nha. Em nói với chị quần này phơm dáng cực kỳ rẻ luôn, chắc bao mê. Có nhiều kẹp khác nhau nè. Ai lấy hai quần hai kẹp khác nhau. Vậy thì lên lại số điện thoại giùm em 85.000 một quần. Một quần 85k bên em vẫn ghi đơn cho mấy chị. Đấy, cũng biết là mấy chị ok là em ghi đơn hết nha. Trời ơi, nằm kẹo nó rơi ra ngoài luôn. Biết là mặt rồi. Đau họng quá chị hơn nữa. Ok chị Thùy nè. Rồi quần em có nhiều cái kẹp khác nhau, ai lấy hai cái thì hai kẹp khác nhau, còn một cái bó kẹp ngẫu nhiên. Rồi chị lấy thì chốt nha. Quần phía sau là quần tay dẻ, quần phía sau là quần tay. Nếu có sai á. Chị Phượng Nguyễn mình đặt hàng lên số điện thoại nè. Nãy bè nào Thảo Nguyễn vô comment không thì làm sao có hàng. Mấy chị có comment tới sáng không có hàng. Phải cho số điện thoại nha. Thấy thấy còn màu đen nè. Trời gì bà bự dữ à. Gì mà bự dữ bà, vậy là chắc mông với bụng mà bự lắm á. Đâu có thấy đâu, còn bé chứ không có thấy. Màu đen này còn bé hết thấy mà đúng không? Không có thấy, còn cái bé nè. Còn cái bé chứ không có thấy nha bè nha. Còn một cái bé không có thấy nha, 85.000 một quần tây. Hay lấy quần tây thì chốt nha. Đấy, 85.000 một quần tây, cái này cũng phơm ba ghi luôn, phơm quần giống quần em mặc này. 85.000. Đấy. Size BX còn cái. Hỏi vô bị. Mấy chị đặt hàng kèm số điện thoại, cả nhiều người vô comment không cho số sao chốt. Nè, tim quần tây nè. Hai màu này em còn đủ size từ 40 cho đến 60 kg. Size L là 50-55 kg nha chị ơi, quần em mặc size L là 50-55 kg nha. Quần em mặc size L 50-55 kg. XL 55-60 kg, 2X là 60-65 kg, mỗi size cách nhau 5 kg. S là 40-45 kg, M 45-50 kg, mỗi size cách nhau 5 kg nha. Rồi mấy chị ơi, quần baggy này em có màu đủ size từ 40 cho đến 60 kg. Màu da đủ size 40-60 kg. Chị lấy rồi comment giùm em màu kèm ký em chốt đơn. Quần này ai lấy comment em màu kèm ký em chốt đơn mấy chị nha. Quần tay này nó đánh size bắt đầu từ M, nên chị nào lấy quần tay là comment số ký em móc đơn cho mấy chị chính xác nha. Ai lấy quần tay là comment giùm em số ký em móc đơn cho mấy chị chính xác nha. Ai lấy thì chốt. Quần tay chị lấy thì chốt. Rồi quần ba ghi chị lấy thì chốt nè. Dạ 85.000 một quần tay nha. Quần tay 85.000 mấy chị ơi. Quần U Mi cũng 85.000. Ai lấy quần tay chốt quần tay nè. Ai lấy quần U Mi chốt quần U Mi giùm em mấy chị. 85.000. Mấy chị đặt hàng là phải cho số điện thoại thì mới có đơn, còn không mới cho số là không mới chốt đơn được nha mấy chị nha. Xét trắng đen 41 kg ok Phượng Nguyễn nè. Mạng gì mà chậm dữ vậy. Màu da 50 kg cho chị Nhung Trần nè. Màu da 50 kg cho chị Nhung Trần ok nè. Chị Nhung Trần có một da 50 kg nè. Rồi mấy chị đặt hàng kèm số điện thoại giùm em. Em mặc là nguyên set chứ không phải áo đâu chị. Em mặc là nguyên set 95.000. Quần tây màu bò 60 kg cho chị gì Kiệt Khanh nè ok nè. 85.000 quần mới thiệt. Màu bò bé. Dẹp bóc màn đi.
một bò bé. Rồi ai lấy chút nhanh mấy chị, mẹ chậm quá. Chị tay như một bò này, phía trong này. Rồi em mặc là nguyên một set 95.000 mấy chị, có size từ 40 đến 57 kg. 40 đến 57 kg một set 95.000 nha. Một set 95.000. À, quần tay màu bò 53 kg, đó là chị XL. Ok chị Thùy Nguyễn nè. Rồi chị lấy thì chốt em với chị ơi, ai lấy thì chốt em nè. Một set là 95.000 nha mấy chị nha. Áo là thun thái, quần là vải chiếc mưa. Cực kỳ đẹp luôn, lưng cao nhìn em nha. À dùng set của nhỏ cà rốt cho chị luôn nha. Chị nào mà có đơn 39.000, không có đơn là một lát nguyên sẽ đơn với chị nha. Một cái be ghi size L 85.000, ok. Be Trích Nguyễn nè, size L nãy chị quăng lên cho em nhìn cộng một hả? Size L be ghi á. Rồi ok chị Be Trích Nguyễn có đơn nè. Quần tay không có màu trắng, màu trắng thì còn có một cái size S và ống suông 85.000 size S. Ai lấy trắng S chút, trắng S. Đấy, giờ lấy trắng S chút, trắng S giùm em mấy chị. Này size S nha. Rồi ai lấy trắng S chút, trắng S giùm em mấy chị. Rồi bộ em mặc em lên lại màu nè, màu hồng 95.000. Màu này là cầm ơn giùm em mẹ xét biên nè. Nãy nói xếp trắng hay xếp đen, xếp trắng nè mấy chị. Cái này cầu bên thì mẹ xếp trắng, là áo trắng quần đen nha. Xếp trắng 95.000 một xếp. Hai màu này là em có size từ 40 cho đến 57kg. MLXL 40 đến 57kg mấy chị cầu bên giùm em là màu kèm ký. Em chốt nha. Chị em mua 95. Ờ à, thôi cũng đi đơn không. Ok mấy chị mua một xếp 95 bên em đi đơn cho mấy chị yêu nha. Một xếp 95 em sẽ lên đơn mấy chị nha. Ok nha. À, bộ mặt dạ không chị ơi, nó nguyên một xét, nó nguyên một xét nha. À, mua xét mặt à. Em không có bán cái này nguyên một xét, chứ hơn nó nguyên xét chứ nó không có lẻ nha mấy chị nha. Rồi chị lấy thì chốt mấy chị qua về, mấy chị có thể lấy quần này mấy chị phối với áo khác, rồi lấy cái áo này mặc với quần riêng hoặc chân váy ok, mấy chị về tự tách ra mấy chị mặc, mấy chị phối bình thường mà. Giờ mình thích mình lấy cái quần này mình phối với áo khác ấy, đó là quyền của mình, cái này là phối vô tư. Giờ mấy chị không thích không mặc áo này, tôi mặc áo khác. Mà không thích mặc áo này với quần này, tôi mặc với quần khác cũng được. Ok. Đấy. Hai set này là đủ size, set hồng với lại set trắng là đủ size. Hồng với trắng là đủ size mấy chị nha. Còn set vàng em còn size M thôi nè. Đấy. Cái này là size M thôi nè. Ừ mua đi xong rồi mặc mặc nhóm. Nguyên một nhóm mấy bạn mặc. Năm bè áo trắng nhá. Ra chụp hình 5 đôi giày trắng nó ra muôn chụp nó góp dữ dằn. Góp năm bè ra muôn chụp nó góp dữ dằn luôn. Thế vô tôi coi thấy năm bè ra bờ muôn chụp dơ chân 5 đôi giày màu trắng như nằm kéo trắng nữa chứ. Ghê thiệt. Rồi, cái này còn mơ nhà mi mẹ xếp vàng còn size M thôi 40-45kg. Xếp đen này là 40 cho đến 52kg nha. Rồi ai lấy xếp này thì chốt lên em mới trời. Ai lấy xếp này chốt lên nha. Em lên áo đé nè. Chắc ngồi dậy chắc cái quần tay lại cái kia còn có quen bên để lại áo đé gì sao lại. Thôi ổn hết áo không. Xong cái này bây giờ cho nó nha. Quần tay lôi ra cái nó lộn xộn. Rồi khóc này em còn sót 1-2 cái nha. Em xem mấy chị 69.000 luôn đi. Cái này cho chị nào 50-60kg. Em xem mấy chị 69.000 luôn nè. Khóc này em còn sót 2 cái nè. 69.000 50-60kg. Còn bên em khóc xanh đen. Có mẹ 6 cái túi mấy chị nha. Hai túi ngoài là nó có kéo nè. Thêm bốn cái túi trong nữa là 6 túi nè. Hai túi trong nè. Rồi hai túi chỗ này nè. Đấy. Lấy bộ chị đang bận 40kg. À Hồ Nhật Toàn là cái bè gì đây? Cho một xếp quần vàng áo đen đi. Không rảnh cơ. Cái bè với em rồi nhá. Cái gì ơi? Các bạn biết bè sao bạn không lấy phay bè. Rồi bè Hồ Nhật Toàn là bè Hồng Tuyết có phải không? Phải bè Hồng Tuyết không? Rồi khóm này mấy mấy chị giá 69.000 hoa đấy thì chốt nè. Giá 95.000 một xếp. Tôi tưởng là ổng nhắn đi chứ không. Các bạn rắn sai nhiêu ký còn gì.
cho một chiếc quần vàng áo đen là size nhiêu ký? Nó mặc size gì được? Anh biết mặc size gì được? 95.000 một set nha. Áo khoác có màu khác không? Áo khoác em có màu khác, giờ còn màu này trước mắt em treo nè. Em set áo đen quần vàng. Áo đen quần vàng không có size em đâu. Size em chỉ có màu hồng với màu trắng thôi. Nha, bộ mặc 57 kg, chị Lê Thị Nguyễn ok là 95.000. Chị nào chốt trước thì có chút thôi, chứ gần hết size rồi. Này XL còn không? Chốt đi, ok chị Lê Thị Nguyễn nè. Hoa hồi nhập toàn phải bè hồng tiết không bè. Rồi ai đây, comment giùm em mấy chị. Rồi vẽ hồng tiết, ghi trên hồng tiết trên cái đầu chứ lấy không biết ai. Rồi áo khoác ngàn xem với chị 69.000 chốt nhanh thì còn 2 cái. Đó là vẽ mấy chị 69.000 chốt nhanh. Xong em lên áo đé cho mấy chị 69.000 chốt nhanh nè. Màu đồng cũng được. Tóm lại là cái này chốt số ký thôi. Có quần cỡ tôi không? Cỡ bè là cỡ nhiêu ký? Ai biết? Bè là ai tôi biết tôi chết liền á. Rồi ai lấy khóc này comment giùm em mẻ khóc nè. Em lấy mấy chị 69.000 em còn 2 cái mấy chị 69.000 ai lấy comment em mẻ à. Khóc xanh đen 69k nha. Chị lấy gì chốt nè. Khóc xanh đen 69.000. Hai cái xíu này chốt nhanh mấy chị ơi. Dạ còn, đơn của chị còn. Mà tại chị đổi hàng gì đó 40.000 nên thấy ít quá nên bên em chưa có giao. Còn đấy, đơn chị có lên đơn cho chị đấy nha. Có lên đơn cho chị. Mấy ẩm cầm ơi nè. Mấy tủ nó đứng luôn. Ẩm cầm ơi nè, mẹ kiếm dữ rồi ta. Rồi lấy xíu này chốt nhanh, chốt nhanh, chốt lẹ. Còn mấy cái khóc cho bé tặng luôn cho nó cắm chỗ. Em tặng mấy chị 69.000 luôn. Màu hồng ai biết màu hồng mày sai nhiêu ký thì biết nhiêu ký rồi mới nói đi chứ. Mặc sai gì vừa. Tôi trang mập nè. Thì đỡ hình nữa. Bộ em mặc là chỉ có size 40 đến 57 ký thôi. Rồi áo khoác tím này em bán cho mấy chị nè. 50 cho đến 60 ký. Chị nào mà gọn gọn 62 ký. Em mặc vừa cái nào? Trời, 65kg nó mà cao 1m6. Còn lùng lùng là 60-62kg rồi về. 65kg nó cao 1m6. 47kg nó cao. Eo nhỏ nữa. Mặc size nhỏ nhất. Xét áo trắng quần quàng 40kg còn không? Xét áo trắng quần quàng 40kg còn không? Còn. Hết không quýnh không mà. Xét áo trắng quần quàng 40kg còn nha chị Bê Trích Nguyễn nha. 95.000, lấy thì chốt nhanh nè. 95k. Hết đâu hết. Thật lâu. À lấy thì chốt nè. Để cho nó xét hồng mờ đi. Ờ là hết luôn hả? Ờ, đây bỏ xuống rồi cho nó đi. Được cơ. Rồi cái này chốt giùm em mấy chị. À, hàng không quay đi chưa? Hàng không quay là sáng mai shipper gieo á. Xiết quần sọc chưa lên chị ơi, đợi em chút. Xiết quần sọc chưa lên nha. Lấy thêm xiết đó luôn nha. Em Y Trích Nguyễn là em lấy áo trắng quần gì? Em mới lấy á. Cái này comment giùm em mẹ xiết vàng đi mấy chị. Cái này comment giùm em mẹ xiết vàng. Xiết vàng mấy chị nha, xiết vàng này em chỉ còn size M 40-45kg nè. Xiết vàng này còn size M 40-45kg, chị lấy thì chốt nè. Mẹ lấy xiết này nè. Thấy trắng quần vàng nè. Ok, chị Bi Trích Nguyễn nè. Rồi, ai lấy thì chốt nè, xiết áo trắng quần vàng nha. Cái comment giùm em xiết vàng. Đấy. Xiết này còn size 40-52kg, comment em xiết đen. 40-52kg xiết đen nha. À, áo tím em bán với chị 69.000 luôn đi. 50-60-62kg, chị nào cao 1m6 là 65kg mặc vừa. Cái này em bán tặng thôi, cái này mua trước là biết chắc cái đỉnh cỡ nào rồi. Vậy em còn mấy cái em tặng luôn. 69.000. Ai lấy khóc tím, chốt khóc tím. Rồi, cái này comment lên giùm em là mẻ xiết đen. Đấy, ai lấy xiết đen, chốt xiết đen giùm em. Còn size ML 40-52kg. Cái này chốt em mẻ xiết trắng. Xiết trắng này đủ size nè. 57kg đổ về, chào nè. Chào Yến Vy nè. Khóc này chắc bao đẹp, chị nào nhận khóc này rồi comment lên.
À, cho em dòng phản hồi nha. Phút này đi đâu mà mua được 69 ngàn, xin lỗi nhập vô chưa có 69 ngàn, còn có ba cái rồi bán tặng ra trống chỗ thôi. Đặt hàng kèm số điện thoại mới có đơn mới trời, mã kèm số điện thoại trên cùng một dòng gì mới lên đơn, không có số không chốt đơn hàng. Nhiều bè vô comment cho vui, comment cho số sao chốt đơn. Đặt hàng mã kèm số điện thoại trên cùng một dòng giùm em. Khóc nó có một size thôi mấy chị nha. Xin đi cho cô Thu Lệ nè. Thằng này chút chút cô bán tặng hết. Bỏ cốt tím vô nè. Đặt hàng kèm số mấy chị. Mấy chị không có số điện thoại không có đơn nha. Không có số không có đơn nè. Tím cho Hạnh Dương ok nè. 69 ngàn. Bè này nhận khóc này là biết rồi. Bây giờ còn mấy cái bán tặng luôn. Tím cho chị Dung Đòn nè. Rồi còn cái màu tím. À, quên là Dung Trần. Còn là nhìn mù màu hả? Mù màu. Giờ tôi để vào đọc comment chú, tôi đâu hỏng người ta không đọc. Mở không làm gì. Đọc to lên, mệt. Rồi, chị lấy đi chú đặt hàng mẻ kèm số thôi. Trên cùng một dòng. Rồi lại cho Nguyễn Hòa Táo nè. Đặt cái thế. Nghi chút đơn. Sao Nguyễn mất hồn cấp mấy? Đâu một bị luôn á. Bị trà bá chẳng luôn á. Rồi còn cái màu đen này mấy chị. Màu đen này còn mấy cái nè. Rồi ai lấy comment giùm em mấy chị. Từ từ mấy chị. Cái gì cũng phải từ từ. Bình tĩnh. Khóc đen này 50-60-62kg nha. Chị nào cao mấy 6-65kg. Khóc đen 69 nha. Đặt hàng mẻ kèm số nội trên cùng một dòng gì mới lên đơn mấy chị nha. Khóc đen cho Trương Thu Lệ. Co lên cho ta nghe. Chị Trương Thu Lệ có đơn. Đây. Cái mặt 95 ngàn một chiếc mới chị nha, 95 ngàn. Trắng đen 52kg. Ok Phạm Đài nè, size L cho Phạm Đài. Rồi mới chị xếp mặt 95 ngàn. Ai lấy thì chốt. Có ngày chị nào nhận rồi biết chất cực kỳ đẻ. Em sale cho mấy chị với giá là 69 ngàn khóc luôn. Bán tặng luôn, còn mấy cái cúng cùi. Còn mấy cái cúng cùi mấy chị nha. 45kg mặt rộng á. 45kg là mặt rộng như em nè. Em 40kg nè. Đấy, chị nào không thích ôm á, thích rộng rộng thì mấy chị có thể chốt. Nha, 45kg mặt rộng như em nè. Hàng hồi chiều gọi chị cháy máy gì chưa nghe máy. Nó để lại kia. Bên em mỗi lần chốt đơn chị không nghe máy á. Sáng mai thì mới gọi lại. Mà chịu gọi chị mười mấy lần mà chị đâu có nghe máy. 45kg mặc được nhưng nó sẽ rộng rộng như thế này. Chút đơn sớm đọc chờ. Em đen như Trung Trần. Rồi đen cho chị Phan Thị Lê Dung. Khóc dù không có. Rồi ok đen cho chị Phan Thị Lê Dung. Xanh đen cho chị Dung Trần. Ai lấy có comment giùm em màu kèm số điện thoại nha. Khóc đen em còn cái nè. Ai lấy khóc đen chốt khóc đen nè. Dạ sáng mai bên em sẽ gửi tự nhiên gọi chị nghe máy rồi bán số tiền rồi chứ. Khóc đen còn cái nè. Ai lấy thì tốt nè. Khóc dù không có khóc dù. Xếp caro chờ một chút em lên xếp caro. Rồi mới giờ xanh đen này tay không sọc nè. Comment giùm em xanh 1. 69 ngàn còn mấy cái mấy nhớ. Cái này còn nhiều. Màu này không, còn mẻ này. Okay. Rồi lấy comment em xanh 1 mới được. Xanh 1 giùm em nè. 50-60kg là mang đẹp. Đen cho Trang Thảo Nguyên. Số điện thoại đâu? Hội chị cho số điện thoại đi chị. Để Trang Thảo Nguyên này có giao hàng được hay không? Giao hàng được thì chốt. Hồi bữa trước Tết đêm hai anh em gì sẻ rồi. Giao hàng được không chị? Có chốt hàng mà có giao hàng được thì bên em mới chốt. Chứ đó em chốt xong rồi mấy chị đi giao không được đem về cũng vậy nữa. Duyên Điền ấy. Đặt hàng kèm số điện thoại cho mấy chị ơi. Mấy chị đặt hàng rồi có giao hàng được hay không nha. Bên em là giao hàng buổi sáng. Đấy có giao hàng được hay không thì em chốt đơn nha. Kèm số điện thoại vô mấy chị. Đặt hàng mẻ kèm số điện thoại trên cùng một dòng. Rồi xanh 1. Màu xanh đen nhưng mà tay nó không có sọc. Cái hồi nãy có sọc, cái này không có sọc. Cảm ơn em xanh 1. Rồi chốt lên em mẻ xanh 1. 69 ngàn. Không đẹp không lấy tiền quá chị luôn. Bè nào đã mua khóc này rồi cho em xin một dòng phản hồi. Bộ chị mặc 95 ngàn nha chị. Bộ em mặc 95k. Ai lấy xanh 1 chốt xanh 1 giùm em nè. Bộ em mặc 95 ngàn có size 40-57kg. Lê Thị Nguyễn có đơn.
Ok lên thì Nghĩa đọc nhỏ thế sao nghe. Chị nhỏ. Ok Dung Trần. Rồi xanh 1 chị lấy chốt nhanh mấy chị. Xanh 1. Mấy chị ai đã nhận khóc này rồi cho em xin dòng phản hồi. Chị đó chị Hạnh Dương cho hỏi biết. Ai đã nhận khóc này rồi cho em xin dòng phản hồi. Áo khóc em đang mặc lùng phủ mông không em? Chị là lùng lệ nhiêu? Đây em mặc như này, em biết 52. Em biết 52 chị. Chị lùng nhiêu? Em là em biết 52 nè. Đấy, em mặc như thế này. Còn chị lùng là lùng nhiêu nữa? Em nè, mét 52 em lùng lắm rồi. Chị lùng là chị lùng nhiêu nữa? Đấy, lùng là lùng bao nhiêu nữa? Chốt nhanh mấy chị ơi, 69 ngàn, chốt nhanh. Còn mỗi mẫu này thôi. Rồi 69 ngàn ai lấy chốt nhanh. Đặt hàng cứ mẻ tìm số điện thoại trên cùng một dòng. Không có số thì không có đơn. Giờ chị Lê Quỳnh là chiều bên em gọi chốt đơn mà chị không nghe máy. Lê Thị Nguyễn có đơn mà thấy không? Bé không nghe có comment nữa thấy không? Lê Thị Nguyễn có đơn. Chị lấy áo ra. Chị lấy áo ra. Em coi chị, à áo này hả? Dạ xếp này có size 40-57kg mấy chị. Đấy áo này dài em đóng thùng thôi. 40-57kg size M, L, XL. Ai lấy xếp hồng, chốt xếp hồng. Nếu Nếu người ta không nghe thì comment biết nha. Có 60kg men vừa nha chị ơi. Có 60kg men vừa, 62kg cũng vừa. Ai mà cao biết 6 thì 65kg bon chen được. Mạng gì mà kém thớ. Rồi mấy chị, muốn đóng thùng cũng được, mà muốn thẻ thùng cũng được, sao cũng được hết. Để trước thẻ vô sau gì cũng được. Đấy, sao cũng được hết mấy bạn. Rồi xếp hồng đủ size, xếp trắng đủ size. Ai lấy chốt nhanh nè. Áo khoác em còn màu xanh 1, chị lấy thì chốt nha. Rồi em qua cái xếp caro nè. Cứ kìa bộ đi chị cái xếp caro. Đây đọc comment đây nè. Đọc comment 8 đầu rồi giờ mình mới lên. Đây cái cục đây nè. Đó. Cái này caro này nè. Thấy hả? Đó. Bây giờ chưa coi có sai không nữa thì chị coi nữa. 25 ngàn nha chị Thì Nguyễn ơi. Xét em mặc 95 ngàn nha. 95 ngàn xét. Xét 95 ngàn. 47kg là chị Thí Quy ok nè. Bộ em đang mặc em lên lại màu nè. Thí Quy style. Rồi mấy chị. Màu hồng. Cái này là áo màu trắng quần màu hồng. Em đọc là xét hồng. Cái này em đọc là xét trắng nha. Xét hồng xét trắng thì đủ size từ M, L, XL 40-57kg. Xếp này xếp trắng. Em đọc nó xếp trắng. Rồi xếp này là xếp vàng. Xếp vàng em chỉ còn size M 40-45kg xếp vàng. 40-45kg xếp vàng. Rồi cái này là xếp đen. Cái này còn bên em mẻ đen phối mấy chị. Đấy đen phối 95.000 một xếp. Đen phối thì em còn size ML đúng không? 40-52kg đen phối. 40-52kg đen phối mấy chị. Rồi chị lấy chốt nhanh. 95 ngàn một xét. Một xét 95k. Ai lấy thì chốt. Đấy ai lấy xét thì chốt nè. Không biết bà chiều có người gọi chốt đơn. Có người nhắn tin chưa? Nhắn tin chốt đơn là hàng đi rồi đấy. Bà nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi chốt đơn là hàng đi rồi. Cái rô này lưng thông ở sau. Cái rô này 55kg đổ về. Không, lưng thun ở sau nè, 55kg đổi về. Túi dẻ hả? Túi dẻ. In Lê Quỳnh đây để lấy địa chỉ đi. Rồi, sáng mai bên em sẽ gọi chút đơn lại nha chị nha. Ừ, đúng, chính xác. Rồi, xét này là xét caro nè, em có hai màu trắng đen. Xét caro này mới chị 55kg đổi về. Cái caro này 55-56kg đổi về mấy chị. Em có hai màu trắng đen em bán mấy chị 89 ngàn. Cái caro này 89 ngàn. Chị sao không thấy gọi em? Đơn của chị sáng mai giao ấy. Chị Nguyễn Thảo đặt hàng màu kèm ký kèm số điện thoại là có đơn. Màu kèm ký kèm số điện thoại là có đơn nha. Nha.
màu kèm ký kèm số loại là có đơn nha. Đồ bộ dài bó ống áo lửng đi, bộ dài bó ống áo lửng là bộ nào, đợi em chút. Rồi mới vậy, cái này là quần giống nhau, khác nhau cái áo thôi, 55-56 ký đổi về, 89.000 một set. Đấy, ai lấy comment thì em caro trắng, caro đen nha. Em mặc quá, không mặc được, tiếc quá. Mẹ Nguyễn Khánh Ly nhiêu ký, 60 ký hả? Rồi, cái này 55-56 ký lại, mới vậy quần nó có lưng thun ở sau nè. Cái này em có hai màu, caro trắng và caro đen. 55-56 ký lại mấy chị em ok, 89.000 một set mấy chị. 55-56 ký lại em ok là 89.000 một set. Ai lấy caro trắng chút caro trắng, ai lấy caro đen chút caro đen. Quần áo giống nhau, quần giống nhau mấy chị nha, áo thì khác màu thôi. Rồi chị lấy thì chốt. Quần giống nhau, áo thì khác màu thôi. Đấy, ai lấy thì chốt. Bè này đồ bộ caro nè, chị là đồ bộ caro thì chốt. À, bộ caro chị lấy thì chốt. Thì ta mặc, ta mặc để like cho mà. Rồi chị lấy thì chốt nhanh mấy chị. Đấy, ai lấy thì chốt nha. Xếp caro chị lấy thì chốt nè. Xếp caro em có màu trắng với màu đen. Caro trắng, caro đen 89.000 một xếp nha. Caro trắng, caro đen mấy chị 89.000 một xếp. Xếp caro chị lấy thì chốt nha. Caro trắng, caro đen 89.000 một set, chị lấy thì chốt. Caro trắng, caro đen chốt chị 89.000. Em lên mấy chị cá bé. Rồi caro trắng, caro đen 89.000 mấy chị. Eo lé thì khá to mấy chị nha, 50-65 ký. Xếp đang mặc em lên màu lại lần nữa nè. Mấy chị, bên em sáng mai sẽ gọi chốt đơn. Mọi vấn đề thắc mắc mấy chị cứ hỏi nhân viên giùm em nha. Mọi vấn đề thắc mắc cứ hỏi nhân viên giùm em. Bây giờ em không thể nào mà trả lời hết mấy chị, em nghe đau họng lắm mấy chị ơi. Rồi, cái này em có màu hồng 40-57 ký. Màu này màu trắng, áo trắng quần đen 40-57 ký, 95.000 một xếp. Màu này màu vàng, còn size M 40-45 ký. Màu vàng, áo trắng quần vàng. Rồi cái này đen phối, còn size ML 40-52 ký đen phối. Đấy, đặt hàng mã kèm số ký, kèm số điện thoại mới có đơn nha chị Nguyễn Thảo nha. Vô comment không có số điện thoại, không có số ký là không có đơn. Cho em biết mấy chị bao nhiêu ký mà em bốc hàng. Rồi ai lấy xếp này chốt. Em với chị đặt hàng không có số điện thoại, không có số ký, em đâu biết mấy chị nhiêu ký mà em chốt hàng cho mấy chị. Áo đế thì size to 50-60 ký, không có size của tôi. Áo đế này size to mấy chị, rất là đẹp luôn, hàng này bao sen luôn. Đấy, 50-60 ký mấy chị mang đẹp áo đế nha mấy chị nha. 50-60 ký 65.000 một áo. Áo đế tìm màu nè. Em thấy màu đen không ta? Đặt hàng mà xin cái số ký cái số thoại mà mấy chị không lên thì làm sao mà chốt đơn được. Áo đế mấy chị 50-60 ký nha. Ai lấy đế đen chốt đế đen, rồi nãy mặc màu đen đẹp hơn nè. Áo trắng quần đen nhiêu ký chị ơi? Áo trắng quần đen bao nhiêu ký? Đặt hàng kèm số ký vô mấy chị, em mới biết đường em chốt cho mấy chị. Kèm ký vô. Ôi đế đen đẹp xuất sắc. Màu đen này xuất sắc hơn. Trời ơi, nghĩ sao chứ có phải sai tôi đâu mà biết tôi bận. Rồi ai lấy thì chốt áo đế nè, màu đen. Áo đế này cho mấy chị 50-60 ký, size bự nha mấy chị nha. Rồi 65.000 một áo đế đỏ. Ôi,
Đé thì mấy màu nữa nó lại đẹp. Đé đen cho Cúc Kim. Ok chị Cúc Kim. 52kg lấy size L cho chị. Bích Đặng có đơn. Bích Đặng. Ok chị Bích Đặng nè. Áo dê cho chị không có đơn. Áo đé màu gì chị ơi? Comment em đé dê, đé đen, đé đỏ nha. Đé vàng. Đé trắng. Đé 65.000 mấy chị. Chị Thanh Mông Nguyễn chị lấy áo đé comment màu. Áo đé comment màu giùm em nè. Áo đé chốt màu giùm em. Áo đé chị chốt màu vô 65.000 một áo mấy chị. Ồ áo đé nữa mới xuất sắc. Đé đỏ đen. Đé lấy đỏ đen. Hay là lấy ba màu da đỏ đen luôn. Mấy chị lấy comment cái dấu luôn. Màu vàng nè, màu trắng nè. Cái be màu hả chị Thanh Vân Nguyễn? Be màu thì bấm ok giùm em nè. Be màu thì bấm ok nha, 65.000 một áo. Em với chị áo đé thì xuất sắc. Nhưng mà cho chị là 50-60kg thì em vừa. Còn đối với em là bị bự rồi, em không mặc được. 50-60kg mới được. Ra lấy thì chốt. Đặt hàng không có số ký nè, không có số điện thoại là không có chốt đơn được đâu nha chị Nguyễn Thảo nha. Nãy giờ comment viết nè. Nè, không có xin được số điện thoại với số ký sao chốt. Rồi áo đé mấy chị ơi. Đẹp chưa? Chị Cúc Kim có đé đen ok. 65.000 nha mấy chị nha, 65.000. Con chào cô Thủy nè. Cái này mặc rất là sang mấy chị, em nó chất rất là mát luôn, chất mặt cực kỳ xuống, chỉ có 65.000 thôi. Cực kỳ mát và mịn luôn. Hai cái tay này rất là đẹp luôn nha. E 50-60kg mấy chị nha, mấy chị nhỏ con mặc không vừa. 50-60kg thì mấy chị mang đẹp. Đá vàng, đá đen. Đá thì mấy màu màu đậm đậm này lại đẹp, xuất sắc. Màu đen xuất sắc nhất này. Màu đỏ nữa nè. Đấy. Đây nó mấy cái màu đậm này xuất sắc mấy chị. 65.000. Đây, trắng. Em mặc là màu da. Đấy. Từ từ đi chị ơi. Rồi, comment ơi, giùm em đá kèm màu mấy chị ơi. Chị chia ba màu hay sao không thấy trả lời. Mày bóc mẹ mấy màu vậy? Chị bóc mẹ cho mẹ đi. Em kia đứng miết đi. Chị lấy mấy màu? Da đỏ đen ba màu hay sao? Đen trắng cho cô Thủy ok. Chị Thanh Vân Nguyễn ba màu hả chị? Ok cô Thủy nè. Chị Thanh Vân Nguyễn ba màu hay sao? Da đỏ đen đúng không? Cảm ơn. 50-60kg mấy chị. 50-60kg. Áo đá ai mặc cũng đẹp. Mặc hợp, mặc đẹp là mặc thôi. Mấy chị muốn mua cho mẹ mặc cũng được. Mà mấy chị mặc cũng được mấy chị nha. Cái này mấy chị muốn mua cho ai mặc thì mua. Người nào thích mặc, người nào mặc hợp thì mặc thôi. Áo đá thì bao đẹp, bao sang. Mấy chị muốn mua cho mẹ mặc cũng được nha. Rồi nhanh tay ok. Chị Thanh Vân Nguyễn là mẹ chậm thế. Rồi chốt nhanh mấy chị ơi. 65.000 đá vàng. Đá đen em kết cái màu đen này. Mày đâu có sai của tôi. Xuất sắc luôn hả? 50-60kg. Màu đỏ. Màu trắng. Em mặc là màu da. Rồi chị lấy thì chốt mấy chị ơi. Đá kèm màu. Giờ đơn của chị lên đơn giao cho shipper rồi. Không còn ở đây. Giao cho shipper rồi, bây giờ mấy chị mua là đơn mới chứ không có gộp đơn được nha. Shipper nhận đơn hồi chiều rồi, hồi chiều chốt tới đó là chấm dứt tới đó. Bây giờ là mấy chị đơn mới. Cố gắng lựa giùm em đủ đơn để bên em đi đơn. Một quần 85.000 vẫn lên đơn nha mấy chị. Ok chưa? Ai léo léo chốt đơn giùm em mấy chị. Một quần 85.000 vẫn chốt đơn nha mấy chị. Ai léo léo chốt đơn giùm em. Ok, em chốt cho chị dê đỏ đen ba cái rồi đó chị ơi. Dê đỏ đen ba cái rồi đây. Bao màu cho mấy chị luôn, bao chất luôn. Màu còn màu đẹp đẹp không? Rồi, 65.000, ai lấy cuối cùng mơ lên đó chị ơi. Cuối cùng mơ lên là có hàng. Chị này lấy cuối cùng mơ lên là có hàng nha. Giờ like rồi bộ. Chị bông xà beng cái gì? Lâu hỏng đây.
Rồi mấy chị bộ này bộ lửng nè, em bán mấy chị 79 ngàn luôn, rất là đẹp luôn ha. 40-55kg ha, lấy chốt nghe mẹ lửng kem nè. Quần lửng có bo ống nha. Đây, áo đây 55kg rưỡi về. Ai lấy cầm hơn em bộ lửng kem có mũ nè. Em bán mấy chị 79 ngàn, chị lấy lửng kem, chốt lửng kem nè. Lửng kem 79 ngàn dùm em. Ai lấy lửng kem, chốt lên em mẹ lửng kem 79k lửng kem mấy chị. Ai lấy lửng kem, chốt lửng kem dùm em 79 ngàn. 79 ngàn lửng kem, ai lấy thì chốt 40-55kg nè. Lửng kem 79k, 40-55kg, ai lấy thì chốt nè. Rồi ai lấy cái này còn bên em lửng vàng 40-55kg thôi mấy chị, 79 ngàn lửng vàng. Ai lấy lửng vàng chốt lửng vàng dùm em 79k. Lửng vàng 79k chị lấy gì chốt. Em chốt với chị 79 ngàn bộ lửng vàng bộ đuổi nha. Cái này bộ đuổi cho mấy chị nha, 79 ngàn. 40-55kg 79 ngàn còn bên em mẹ lửng vàng. Chị có kim lấy lửng vàng đúng không? Cảm ơn đúng cái mẻ mấy chị ơi, đúng cái mẻ để chốt đơn khỏi bị nhầm. Rồi cái này cảm ơn em lửng đen. Chị Nguyễn Thảo, hồi nãy chị lấy cái set kia là bao nhiêu ký, màu gì? Chị cảm ơn không có lên là biết đâu mà chốt nha. Rồi chốt chị bộ lửng kem ok nè. Đặt hàng phải kèm số ký vô mới biết ngã chốt hả chị. Rồi 40-55kg 79 ngàn lửng đen. Hồi nãy giờ em chưa có chốt xét cho chị đâu, chị không có lên số ký, em không có biết bao nhiêu ký để chốt. Xét em mặc chị muốn lấy màu gì, comment màu kèm ký thì mới lên đơn được. Màu kèm ký mới lên đơn được nha. Rồi comment em mẹ lửng đen bộ đuổi nè, mấy chị giá 79 nè. Rồi ai lấy lửng đen chốt lửng đen nè. Rồi 79k dùm em mấy chị. Lửng đen nè, đồ bé em hết. Chờ mấy chị bộ kia. Lửng đen 40-55kg. Lửng đen 40-55kg mấy chị, ai lấy gì chốt. Đặt hàng em hơn số ký mấy chị. Rồi cái này cho chị nào 40-55kg nè. Bộ này bộ lửng luôn nè mấy chị, 79 ngàn. À, bộ này size nhỏ 40-50kg mấy chị. Màu da dùm em nè, 40-50kg mấy chị. Bộ này lửng luôn nha. Chốt mấy chị 79 ngàn, ai lấy comment em màu da nè. Lửng đen 55kg ok, chị Lê Thị Nguyễn nè. Rồi bộ này chị lấy comment em màu da. Màu da này size cho người 40-50kg, comment dùm em mẻ da 40-50kg. Rồi bộ này comment da L cho chị nào 55kg đổi về, màu da size L. Lửng da size L mới chị 55kg đổi về, em chốt với chị giá 79 ngàn. Có đồ 65kg không? Lửng đen em hết nha chị Thảo Nguyễn nha. Chị có lấy xét em mặc không? Lấy xét em mặc, chị lấy màu gì? Comment lại em chốt. 53kg lấy màu gì? Comment lại em chốt nè. Rồi comment lên thì em là màu da. Da L cho chị Bích Đặng là 79 ngàn. Rồi bộ đỏ này cho chị nè 40-55kg nè. Lấy bộ đỏ chốt bộ đỏ giùm em 40-55kg nè. Này theo Burberry nè 79 ngàn bộ đỏ nè. Ai lấy bộ đỏ chốt bộ đỏ nè. Bộ đỏ này thun thái mấy chị nha. Bộ đỏ giùm em nè. Bộ da cũng thun thái đấy. Cái nào đuổi thì em nói đuổi. Rồi em chốt cho mấy chị với giá là 79 ngàn. Ai lấy thì chốt 79k. Ai lấy thì chốt nè. Đây chị Nguyễn Trang nè. Rồi mấy chị bộ đùi. Bộ đùi nha. Comment là nhầm em đùi đỏ. Em bộ đuổi nha mấy chị nha.
quần ba ghi rồi chờ chút xíu lên lại quần ba ghi cho. Rồi mới về 55kg đổi về. Ai lấy comment đi mẹ đùi đỏ. Đùi đỏ mấy chị ơi. 55kg đổi về mấy mấy chị 69.000. Chị lấy đùi đỏ chút, đùi đỏ giùm em là 69k. Này bộ đuổi luôn. Rồi đùi đỏ 69.000 55kg đổi về. Ai lấy đùi đỏ chút, đùi đỏ. Đùi đỏ 69.000, ai lấy đùi đỏ chút, đùi đỏ giùm em. Đùi đỏ nhà em có hai bộ mấy chị. 55kg đổi về 69.000. Chị lấy đùi đỏ chút lên em mẹ đùi đỏ nha. Rồi ai lấy đùi đỏ chốt đùi đỏ giùm em nè. Rồi bộ này lửng xanh mấy chị. Lửng xanh. Rồi 55kg đổi lại men vừa ai lấy lửng xanh chốt lửng xanh nè. Đùi đỏ em không có size lớn giờ có size L thôi. Size đó size L 55-57kg đổi về. Rồi bộ lửng xanh mấy chị ơi. Ai lấy lửng xanh chốt lửng xanh là 55kg đổi lại. Em bán mấy chị với giá là 79.000 bộ đuổi nè. Ai lấy lửng xanh chốt lửng xanh giùm em bộ đuổi 79k. Giờ lấy bộ đuổi chốt bộ đuổi giùm em nè. Bộ đuổi 79.000. Chị nào mới vô chưa thấy áo ba lỗ em lên lại nè. Ai mới vô chưa thấy áo ba lỗ em lên lại nè. Chị đã em mấy chị 69.000. Rồi áo ba lỗ mấy chị nha. Ba lỗ thì 35.000 một áo, ba áo 100 mấy chị cứ chọn màu thoải mái. 35k một áo, ba áo 100 giùm em nè. Rồi mấy chị 35.000 một áo, ba áo 100 nha. 55 cứu lại áo ba lỗ em có màu da nè. Ba lỗ da. À, nhà bộ xanh nó hết rồi, này có bộ kem có người chốt giờ còn màu xanh đó. Rồi ai lấy comment thì em màu vàng, ba lỗ màu vàng. 55 cứu lại ba lỗ đen. Ba áo 100 một áo 35. Ba lỗ hồng. Rồi. Ba lỗ trắng. Ba lỗ xanh. Ai lấy thì chốt 35k một áo. 55 cứ đổi về ba áo 100 thì lấy ba lỗ thì chốt lên em nè. Ai lấy ba lỗ thì chốt lên em mấy chị. Bộ đùi đỏ ok chị Lê Thị Nguyễn 69.000. Rồi bộ dài này 85.000 giùm em nè. Ai lấy comment em dài xanh. Size này 55kg đổi về. Bộ đuổi nha mấy chị nha, dài xanh size này 55kg đổi về. Bộ này bộ đuổi nha mấy chị nha, chú em dài xanh. Dài xanh nè. Lửng đỏ, cột ở đâu rồi? Chốt ai, lửng đỏ em hết rồi. Hồi nãy giờ có ai chốt lửng đỏ không? Lê Thị Nguyễn nghe chốt màu gì? Tàu lao, đùi đỏ đây nè, còn đó lửng đỏ chốt gì vậy? Lửng đỏ do tiếng Phạm ok nè. Rồi ai lấy comment ơi giùm em mấy chị. Bộ này dài xanh 85.000. Lửng đỏ của tiếng Phạm ok nè. Quần ống suông có đen không? Có đen. Quần ống suông đen vậy em còn size S với size M không mà 40-50kg. Quần ống suông có đen nha. Rồi dài đen mấy chị, 40-55kg dài đen. 85.000, ai lấy dài đen chút dài đen giùm em nè. Dài đen 85.000 này bỏ ống nha. 40-55kg dài đen 85k. Ai lấy dài đen chút dài đen giùm em mấy chị. Dài đen 85k. Chưa nha, chưa nhận đồ của bè nha. Cho chị xem bộ lửng đuổi hy. Bộ lửng đuổi còn bộ màu xanh nè. Lửng đuổi vô lại chị. Còn bộ màu xanh với bộ màu vàng. Size L hết rồi chị. Màu đen xuống size L hết. Rồi lửng đuổi em còn màu xanh nè chị. 40-55kg. Này có mũ nha. 79.000. 40-55kg nè. Còn bên em mẹ lửng xanh. Bộ đuổi lửng em còn mấy bộ này thôi 79.000. 40-55kg nha.
lấy lửng xanh, chốt lửng xanh nè, với lại lửng vàng đấy, còn hai màu này thôi, lửng xanh lửng vàng 40-55 kg. Rồi lửng xanh lửng vàng, lửng xanh lửng vàng chị lấy về chốt 40-55 kg, 55-56 kg đổ về lửng xanh lửng vàng, hai lấy về chốt nè. Hải Nguyễn này giờ mới chốt được một bộ hả? Đúng không? Rồi ai lấy bộ đùi dài đen chốt dài đen nè. Ai lấy dài đen chốt dài đen giùm em nè. Dài chị Nguyễn Hiệp nè. Không có 65 kg chị. Không có 65 kg. Đuổi không có 65 kg. Không có bộ nào em có 65 kg hết á. 60 kg đổi về không à? Rồi cái này em có size 65 kg đổi về, 60 kg đổi về, chị lấy comment giùm em là mẻ dài vàng. Dài vàng 60 kg đổi về, ai lấy dài vàng chốt dài vàng. 85.000 60 kg đổi về dài vàng mấy chị. Bom nha. 60 kg đổi về dài vàng, ai lấy dài vàng chốt dài vàng. 60 kg đổi lại mấy chị dài vàng. Quần ba ghi đinh không có nha, cái ghi đinh em còn 2-3 cái chính xác mà size S không à. Anh lấy dài vàng chốt dài vàng nè, mấy chị cố gắng lựa đơn ít nhất là 80-90 ngàn trở lên mới đi đơn mấy chị nha, ít quá là không có đi đơn nha. Anh lấy dài vàng chốt dài vàng. Rồi cái này comment giùm em vàng đen, cái kia là vàng phối trắng, này vàng phối đen 60 kg đổi lại. Rồi chị lấy thì chốt bộ đuổi 85.000, ai lấy thì chốt thì em. Rồi 79.000 mấy chị, ai lấy comment em bộ hồng 55-57 kg đổi về mấy chị. Bộ hồng giùm em 79.000. Áo hồng quần xám nè. Quần trắng 60 kg em không có. Rồi ok chị. Rồi ai lấy thì chốt giùm em mấy chị. Ai lấy thì chốt giùm em nè. Ai lấy thì chốt giùm em, mẻ này là mẻ bộ hồng 79. 55-57 kg đổi về bộ hồng 79.000. Chị cherry đỏ lên số điện thoại, mấy chị đặt hàng nhớ là mẻ kèm số điện thoại trên cùng một dòng giùm em. Rồi mấy chị comment 00 là sao có đơn được, phải có số nha. Rồi 55 kg đổi về comment giùm em mẻ đen 79 nè. Bộ đen 79.000. 55 kg đổi về bộ đen 79k, lấy bộ đen chút bộ đen giùm em. Bộ đen 79.000, ai lấy bộ đen chút em mẹ bộ đen. Bộ đen 79k, ai lấy bộ đen chút bộ đen. Đặt hàng có số, không có số sao có đơn được mấy chị ơi. Rồi bộ trắng giùm em mấy chị, bộ trắng nè. 55 kg đổi lại bộ trắng giùm em mấy chị. Ai lấy bộ trắng chốt bộ trắng nè, 79.000 bộ trắng. Dèo góc nhỏ trong tim nè. 79.000 bộ trắng nè. Bộ hồng cho cherry đỏ nè. Rồi bộ trắng giùm em mấy chị. Ai lấy bộ trắng chốt bộ trắng nè. Bộ trắng chút bộ trắng nè, cố gắng lựa hai sản phẩm mới chị nha, đen cho Bích Đặng nè, trắng cho cherry đỏ nè. Bộ hồng nè, áo phơm ngắn ngắn nè mấy chị, bộ hồng này xinh nè, mặc cho mấy chị coi. Bộ hồng này nó rửa cái này dần dần không rớt lại hết. Bộ hồng này bao xinh luôn mấy chị, 40-55 kg. Bộ hồng này áo phơm ngắn ngắn nè, bao xinh luôn.
Bộ này là quần chín tóc với chị nha, áo phơm ngắn ngắn nè. Chưa? Bộ trắng không có 60kg rồi, 79.000. Bộ này bao xinh luôn mấy chị nha. Quần chín tóc, áo phơm ngắn, thấy không? Ai lấy cho mẹ bộ hồng 55kg rưỡi về. Bộ hồng 55kg rưỡi về. Bộ em đang mặc có bán cho chị Trang Hồ nha. Bộ em mặc 95.000, có size 40-57kg. Bộ em đang mặc ở trong 95.000, 40-57kg. Rồi ai lấy cờ mơ lên giùm em, mẻ này là mẻ. Ai bộ hồng này phơm, áo phơm ngắn ngắn mấy chị nha. Ai lấy bộ hồng chú em mẻ bộ hồng. Hồng thì có sọc nè. Đấy. Rồi ai lấy bộ này thì chú mấy chị bộ hồng. Em mấy chị 79.000 luôn, ai lấy bộ hồng chú bộ hồng giùm em. 79k bộ hồng mấy chị. Ai lấy bộ hồng chú bộ hồng là bộ em đang mặc là 95.000. Em đang mặc là 95k mấy chị. Ai lấy thì chốt. Mai Thúy đặt hàng xong không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Rồi cái này hồng Adidas mấy chị. Ai lấy cờ mơ giùm em mẻ hồng sọc. Học xong này Adidas mấy chị nha. Hồng sọc giùm em nè. Hồng sọc này Adidas có thể 57kg lại men vừa luôn. Hồng sọc này 57kg lại men vừa luôn. Ok Vi Tường có đơn bộ hồng 79.000 mấy chị. Ai lấy cờ mơ em hồng sọc. Hồng sọc này Adidas nha. 57kg lại men vừa. 55-57kg lại tùy phơm người hồng sọc. Cái này là bữa bé nói là dành lộn dễ sợ luôn. Để đây phải đặt hai bộ mà không nghe máy. Mai Thí lưu vô đó là biết nữa. Rồi lấy một chỗ em mẻ hồng sọc. Bộ mặt có size S, M, có size M, L, XL từ 40-57kg. Cái này bộ này XL về mặt vừa ấy. Bộ này có size XL về mặt vừa ấy bè. Rồi ai lấy bộ này comment số 1 mấy chị. 79.000 số 1 55kg đổi về. Số 1 79.000 55kg đổi về mấy chị ơi. Số 1 79.000 55kg đổi lại. Ai lấy số 1 chốt số 1 nè. 55kg đổi lại số 1 79.000. Mấy chị đơn 1 lựa thơm mấy chị nha. Chứ một cái nhà em không chút đơn nha. Có đồ này 60kg không? Một ký là từ coi còn à. Rồi bộ trắng hồi nãy em còn bộ nè. 55kg đổi về, ai lấy bộ trắng chút bộ trắng giùm em nè. 79.000. 55kg lại bộ trắng 79.000 em còn bộ nè. Ai lấy thì chốt. Bộ đó chưa la hả? Rồi mấy chị, 55kg lại bộ này mày comment đi mẻ 2. Mẻ 2 giùm em mấy chị, 55kg lại mẻ số 2. Ai lấy mẻ 2 chốt mẻ 2 giùm em nè. Mẻ 2 55kg lại nè. Ai lấy mẻ 2 chốt mẻ 2 giùm em mấy chị. 79k mẻ số 2. Chị lấy số 2 chốt số 2 giùm em nè. Số 2 79k ai lấy thì chốt. Rồi bộ này quần ống vuông mấy chị nha. Bộ này 65kg lại men ok. 69.000. Comment giùm em mẻ xanh. Xanh này ống vuông nha, như mẫu mặt này mấy chị. Áo phông rộng nè, 65kg lại men vừa. Ai lấy bộ này comment em mẻ xanh mấy chị. Quần ống rộng mấy chị. Bộ xanh này quần ống rộng 65kg lại men vừa luôn. 69.000. Ai lấy bộ xanh chốt bộ xanh nè. Xanh 69.000. Chắc lại đèn quèn thôi, đưa móc cái cục này lên coi. Rồi xanh 69.000, ai lấy xanh chốt xanh này đi nè. 69.000 đưa cục này. Cục kia móc lên luôn, chưa la nhỏ này rồi. Rồi ai lấy xanh chốt xanh mấy chị, 69.000 mẻ xanh. Rồi ok, bộ xuông chốt cho Thái Thanh Tuyền nè. 69.000. Áo về lai rồi à. Áo gì? Ừ cái đó 65kg ấy.
Kem là 69 nè. Rồi bộ này lửng đỏ em còn bộ này 55kg lại em vừa lửng đỏ với chị 79k lửng đỏ. Hình như mỗi là chị thấy nhiều ghi nhận không? Bộ đó à, lấy lửng đỏ chút, lửng đỏ với chị 79k 55kg lại nha. Bộ mặt còn nha chị Phạm Như nha. Bộ mặt em có size từ 40 cho đến 57kg 95.000 bộ. Ừ, áo đế đưa lên lại cho, áo đế đang keo sâu nè. Chị, áo xếp caro có ai không lấy áo thì để em nha. Áo xếp caro là áo gì? Áo xếp caro là áo gì bè? Đổi giùm em, trắng lấy hồng sọc nha. Ừ, xuống để tìm á, xong cho thêm bộ nữa, nó nằm ra bỏ gì. Bỏ cho em trắng lấy hồng sọc nha. Thì đâu chốt hai bộ. Rồi còn hồng sọc đổi cho bé. Mấy chị chốt cho kỹ giùm em, tránh đổi xẻ nha mấy chị nha. Ôi quá đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi comment lên giùm em mẻ hồng ruốc mấy chị. Hồng ruốc 55kg lại nè. Ai lấy hồng ruốc chốt hồng ruốc nè. 55kg lại hồng ruốc mấy chị. Áo hồng quần đen phối sọc theo màu áo. 55kg lại comment em hồng ruốc. Ai lấy hồng ruốc chốt hồng ruốc. Áo ghé từ từ lên lại cho coi nha. Bộ mặt 95.000. Rồi bộ mặt 95k. Ok, chia ri đỏ. Rồi bộ mặt 95.000, ai lấy gì chốt? Ai lấy comment giùm em là mẻ hồng ruốc với chị. Hồng ruốc giùm em nè. Ok. Rồi bộ caro này 60kg đổi về mấy chị. Bộ caro này ống suông nha, 60kg đổi về, áo phơm rộng nè. Bộ caro này ống suông, áo phơm rộng mấy chị. Hồng ruốc của chị Trâm Huyền 79.000. Rồi mới chị 79.000, ai lấy comment đi mẹ caro. Em này áo phông rộng mới chị. Trời ơi, bán nguyên xét mà. Cái đó bán nguyên xét nha mà Phạm Đài ơi, bán nguyên xét chứ không bán áo không. Giờ mới chị thích thì lấy áo phối với quần khác. Lấy quần phối với áo khác. Rồi caro 79 mới chị. Bộ này 60kg đổ lại. Rồi caro 79 rồi em, bộ này 60kg đổ về. Ai lấy caro, chốt caro nè. Caro này quần ống suông nha, 60kg đổi về. Ai lấy caro, chốt caro nè. 79.000. Rồi chị lấy comment em caro tím nha. Quần ống suông mấy chị nha, 60kg đổi về caro tím nè. Ai lấy caro tím, chốt caro tím nha em ơi chị. Caro tím nha, chị lấy caro tím, chốt caro tím. 79.000 caro tím. Ai lấy gì chốt? Caro tím 79k. Rồi 55kg đổi về, comment em mẹ số 3. 79.000, 55kg đổi về mẻ 3. Ai lấy mẻ 3 chốt mẻ 3, 55kg đổi về 79.000 mẻ 3. Giờ lấy số 3 chốt số 3 mấy chị. Số 3 79.000. Áo đế chờ chút xíu lên lại cho mấy chị. Áo đế đợi em chút. Mẻ 3 79k. Rồi áo đế em lên lại cho mấy chị nè. Áo đế 65.000, em có 5 màu. Form này 50-60kg mấy chị nha. Form to 50-60kg. Đá màu da nè. Đá màu vàng em mấy chị, đẹp xuất sắc luôn mấy chị, giá quá bèo. Đá đen nè. Màu đen quá xuất sắc luôn. Đá đỏ nè. Đấy. Màu đen màu đỏ quá đẹp luôn ha. Rồi đá trắng nè. 65.000 một áo mấy chị ơi. Lấy hai áo về bọn, hai áo có 130 thôi mấy bè ơi.
Đó, để chốt cho mình áo ba lỗ. À, chưa, nãy giờ em chưa thấy đơn của chị. Ba lỗ thì comment em ba màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng, 100.000 ba áo nha. Ba màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng, 100k ba áo giùm em. Nếu đặt hàng không có đơn số điện thoại, nãy giờ em không có thấy đơn chị hay là chị bị ẩn. Chứ nãy giờ em đã thấy đơn chị đâu. Em lấy cho chị rồi, comment giùm em mẻ này là mẻ dù xanh em bé với chị 90. Này dù lụa hai lớp ấy. Dù xanh 90. 40 cho đến 57 kg đó lại ha. 40 đến 57 kg quá đẹp luôn, ai lấy dù xanh chốt dù xanh. 40 đến 57 kg đổi về dù xanh. Hồi nãy giờ là không có thấy đơn của chị Nguyên Hồ nha. Thì em thấy là em đọc hết đó mấy chị. Em không thấy đơn em mới không đọc thôi. Mẹ yếu cái ẩn comment không thấy đơn là không đọc thôi. Các bạn thì con cái khác là fan chị Lê Duyên. Các bạn đơn 1, đơn 1 không mấy chị? Nãy giờ toàn bộ mấy chị đơn 1 không à? Uống bia. Bia không à? Còn bia không hả? Bia say sao lai? Là nó tiếng bia. Uống bia là nó tiếng bia luôn. Rồi bộ ngố mấy chị xấu con cứu lại men vừa. Ai lấy cần bên em ngố đỏ. Mấy chị có đơn cố gắng lựa hai sản phẩm mấy chị ơi. Mấy chị đơn một nhiều quá. Có quần ống rộng. Vậy không có quần trắng ống rộng. Rồi ai lấy thì chốt lên em mấy chị ơi. Comment lên em mẹ ngố đỏ nè. Ngố đỏ này cho mấy chị 55kg đổ lại đi. Ngố đỏ 55kg lại mấy chị thung thái mấy chị 79.000 luôn. Ai lấy ngố đỏ chốt ngố đỏ 79k cho mình. Cho ba cái vàng da đen rồi dùng đơn Dung Nguyễn nhé. Dung Nguyễn đâu có, dù còn có màu đó à. Ủa đâu có Dung Nguyễn, là có đơn Dung Nguyễn nào bạn Sen Sen đó hả? Bạn Sen Sen hay sao bà? Phải Dung Nguyễn bạn Sen Sen không? Áo dù em còn có một cái một đó thôi mấy chị. Rồi ngố hồng, phải Dung Nguyễn bạn Sen Sen không? Em ở Diên Khánh, Nha Trang, Khánh Hòa mấy chị. Rồi ngố hồng em bé mấy chị 79.000 luôn nè. 55-56 cứ lại ngố hồng mấy chị Thung Thái nha. Ừ cho mẹ be cái áo ơi. Dung Nguyễn nó có một cái trong kia. Rồi ai lấy thì chốt lên em mấy chị. Rồi chị lấy thì chốt em mẹ này mẹ. Ngố đỏ cho chị Vi Tường ok nè. Rồi ngố hồng 79.000. 55-56 cứ lại mấy chị. Ngố hồng 79.000. 55-56 cứ đổi về. Ờ, con Dung Nguyễn. Rồi bộ tím thì 55 chứa lại bộ tím 79. Ai lấy bộ tím chốt bộ tím. 55 chứa lại mấy chị bộ tím 79 nha. Chị lấy bộ tím chốt bộ tím giùm em nè. Bộ tím 79.000 ai lấy thì chốt. Bộ tím 79k. Ai lấy bộ tím chốt bộ tím 79.000. Rồi caro trắng nè, bộ đẹp nè. Caro trắng này 60kg đổi về mấy chị. Caro trắng này 60kg về giùm em nha. Bộ caro trắng này quá đẹp luôn, áo cổ tim. Bộ này xa 60kg đổi về. Caro trắng mấy chị qua 60kg đổi lại. Ai lấy caro trắng chốt caro trắng. Lấy hai cái của Hằng Nguyễn lại đưa chị sẻ luôn. Ok kìa. Đấy, hai cái bộ 29 còn chiều bé. Và ai lấy còn bên em kê rồi trắng 60kg đổi về mới chị mấy chị 79.000 luôn còn mấy cái. Rồi hai bộ này hồi chiều mấy tặng đầu like mà mấy đầy không đủ đơn nè. Rồi bộ này mấy chị 29.000. Ok chị Khánh có kê rô trắng nè 79.000 xem luôn anh. Kê rô trắng cho chị Hồng Đường nè. Rồi mấy chị ơi, bộ tím cho chị Trần Thị Sâm nè. Rồi đen 29.000 chốt nhanh mấy chị. Đùi đen 29.000. Đen cho Thái Thanh Tuyền nè.
Em bé mấy chị 29.000 đây hồi chiều em chốt mà mấy chị đầu lai á. Cái đi à, Hằng Nguyễn rồi đây. Rồi, đỏ 29.000. Tím 79 luôn. Rồi đỏ 29.000 mấy chị. Đây em có hai bộ thôi. Cái này là chiều em bé mấy chị đơn không đủ đơn. 40 đến 55 kg thôi, bộ này nhỏ nha. 40 đến 55 kg thôi mấy chị. Chị Thanh Vân Nguyễn mặc không vừa đâu. Mấy chị cứ thấy 29.000 mấy chị chốt rồi vậy em ơi, không vừa nữa. Đỏ 29.000 cho Thái Thanh Tiền nè. Cái này chốt không? Chị ơi, em không vừa, em chốt như mẹ luôn á. À vừa thấy cục bộ kia để đâu ta? Bộ gì? Lục trí nhớ bộ xuông. Bộ xuông nãy bà Thái Thanh Tiền mà hỏi. Ôi, ngồi với em. Đây, nó đây. Hết rồi mấy chị, có hai bộ à. Hết rồi mấy chị. Kero trắng hết rồi mấy chị ơi. Rồi, bộ ống suông 6 bóng rộng hồi nãy còn bộ màu xe màu xám nè, 65 thiếu lại nè, bè Thái Tiền nè. Còn bộ màu xám nè. Chiều tôi thấy bộ. Mấy bè đơn một lựa thơm nha. Rồi 65 kiếu lại mấy chị. Thoải mái luôn. Bộ này mấy chị 69.000 là rẻ nhất quả đất luôn á. Xám 69.000. Ống rộng nha, bè Thái Thân Tiền nha. Bộ này chắc thun Thái luôn. Quá rỉ luôn. Ok. Này giờ thấy còn bộ đây. Ok. Rồi bộ này ngố tay dài nè. Quá rỉ luôn, không Thái là còn bộ siêu luôn. Rồi bộ này ngố, ngố Thái, tay dài. Tay Thái dẻo nha. Bộ này 50-65kg, bộ này size to, em bé mấy chị 65.000 luôn. 50-65kg mấy chị nha. Rồi cái này size to nè, như mẫu mặt nè, cơm ơn em ngố tím. Tay dài mấy chị, quần ngố áo tay dài 50-65kg. Size to dùm em 50-65kg nè. Chị lấy chút lên dùm em mẹ ngố tím, em bé mấy chị 65.000. Ngố tím với chị 65k. Ai lấy ngố tím chút, ngố tím giùm em. Ngố tím 65.000. Nên chị Nguyễn nãy giờ có đơn rồi đúng không? Mình đã tóc đi. Rồi mấy chị một đơn một áo khoác, mỗi khoác lựa thơm nha. Một bộ 79 lựa thơm giùm em chút đơn nha. Rồi ngố đen mấy chị tay dài 50-65kg. Cảm ơn đi mẹ ngố đen, ngố này tay dài nha. 50-65kg mấy chị, lấy ngố đen chốt ngố đen nè. Lượm đi, ta mặc một bộ cho coi nè. Quần ngố mi hết rồi. Quần ngố mi hết sạch sẽ. Rồi màu này cà phê nè mấy chị. 50-65kg là mấy chị mang đẹp bộ này. Bộ ngố thì dài không Thái này, Thái diễn em bé cho mấy chị giá quá rỉ. Đến mấy chị 65.000, tay này size to, mấy chị 50-65kg. Rồi mấy chị, bộ này thun Thái, nhưng mà form tay dài, đẹp chưa? Đỉnh 65.000 mấy bạn ơi. Em 40kg em mặc nè, rộng nè. Đấy, mấy chị 50-65kg mấy chị sẽ mang đẹp hơn em. Em là em có 40kg thôi, em bị rộng. 50-65kg sẽ mang đẹp không em? Màu cà phê, màu trắng, màu đen, màu tím. Rồi chị lấy gì chốt em xem với chị 65.000. Cà phê, trắng, đen, tím, 65k. Rồi ai lấy chốt lên với chị ơi. 65.000. Chị lấy gì chốt? Cà phê, màu trắng, màu đen, màu tím, 65k. Rồi bộ này em còn mấy bộ mà size nhỏ nhỏ thì em share cho mấy chị. Bộ này 49.000. Này 40-45kg mấy chị nha. 40-45-46kg. Đùi kem 49. Bộ đẹp lắm. 40-45-46kg mấy chị, đùi kem 49 bị rách. Đùi kem 49 giùm em nè. Ai lấy đùi kem chốt đùi kem nè. Đùi kem 49.000. Chị nào nhỏ con hốt bộ này bọn, bộ này rất là đẹp. Hoặc là bè nào có con gái á, tuổi nhỏ nhỏ mua cho con gái bọn. 40-45-46kg, đùi đỏ.
chị nào có con gái mua chân gái bận, kem cho góc nhỏ trong tim nè. Chị nào có con gái tuổi nhỏ nhỏ mua chân gái bận rất là đẹp luôn, chất có tông 49 nè. Chị nào có tông xịn nó mới trời, em còn mấy cái xe nhỏ em treo thôi, 40 đến 45 46 kg nè. Chị gì hai chữ để từng lên số thoại giùm em, đem cho anh em hết rồi, chiều bán hết rồi. Tôi đỏ lên số thoại mới chị đặt hàng kèm số vô và chọn em hai sản phẩm nha. Rồi xanh đen mấy chị, ok chị nè, hai chữ đẻ từng. Rồi comment lên em, đem shipper giao hàng. Alo, phải chị hai chữ đẻ từng không? Đặt cái nít gì mà sốc hàng quá. Rồi 45-46 kg đổi về, comment em mẻ đùi xanh đen 49.000 mấy chị, bộ đẹp lắm, hốt hai bộ về bọn. Bộ này về thái thêm tiền mà mua đủ màu rồi đấy, chứ không bây giờ rỉ là mẹ mua nữa rồi. Đỏ cho chị Diệp Phan nè, hộp dùng đơn Hồng Vân. Ok chị Diệp Phan nè, 49.000 mấy chị, nhỏ con thì hốt nè. Comment em đá kem hai áo ba lỗ nằm ngoài chứ. Rồi comment em đá kem mấy chị, 49.000 không đẹp không lấy tiền. Chị hai chữ đẻ từng, cố gắng lựa em hai bộ nha. Ai lấy đá kem chút đá kem nè, hai sản phẩm mình mới chốt đơn được nha. Một sản phẩm mình không chốt đơn được, một sản phẩm ít quá thì sao mà chốt đơn có mấy chục ngàn. Rồi màu kem còn bộ nè, ngô quốc tay dài màu kem màu đen. Ok chị Sương Nguyễn có đơn nè, có 65.000 bộ rẻ biều, màu da với màu đen. Ừ rồi ai lấy thì chốt giùm em nè, em chốt mấy chị màu này, màu kem với màu đá kem. Ừ đó. Rồi ai lấy thì chốt là em mấy chị, 49.000 chốt hai bộ về bận đó nè, chốt hai bộ về bận, còn mấy bộ siêu rỉ luôn. Có quần thun dài 42 kg, cũng 2 kg quần quần dài hả. Rồi để đi tìm quần Umi cho chờ chút. Rồi màu này còn bên nhìn em đùi vàng 49 mấy chị. Chị nào mới mới một sản phẩm mình ráng lựa thơm nha mấy chị, một sản phẩm rất là nhiều luôn nha, lấy nó chốt đơn xong. Tôi thấy còn hết như đây là 20 đơn một rồi đó, nãy giờ có mấy đơn mà ra 20 đơn một rồi đó. Chị 65 giờ 41 không ngồi hết 20 đơn một rồi. Chị Dung Trần ôm mới ra hoài đã quên bé, vài ngày là cũng quên nữa. Rồi tình yêu rồi lấy thì chốt em mẹ vàng khó không, em còn mấy cái để em like cho. Em còn màu xanh đen, màu tím, màu đen. Rồi đùi vàng mấy chị 49.000 lấy đùi vàng, chốt đùi vàng nè. Rồi đùi tím nè, cái táo mấy chị 49.000 nè, chốt về bận. Đùi tím 49.000 mấy chị ơi. Quần có chờ chút tím lôi đem siêu luôn. Đùi tím 49.000. 40 cho 45 kg, size nhỏ, size M. Đùi tím. Nãy em còn đỏ với tím. Cái kem. Ai lấy thì chốt. Áo khoác còn mấy cái nhà bé mấy chị 69.000, có này cho người 50 đến 60 kg. Có 69.000, 50 đến 60 kg. Tím như góc nhỏ trong tim nè, đủ đơn nè. Này lụa đủ đơn rồi được. Cái lụa xong mà không đủ đơn thì thấy quả nè. Không, màu xanh đen mờ. Dở lên chỉ thấy một tím thôi. Rồi mấy chị khóc này chốt cho chị nè, 50 đến 60, 62 kg. Khóc 6 túi nha, chắc rất là đẻ luôn. Bao dày, bao đẹp. 6 túi mới được nha, ở ngoài 2 túi có khó kéo, ở trong có 2 túi bự, rồi thêm 2 túi khó kéo nữa. Rồi quên 4 cái điện thoại với là bao nhiêu tiền mình cũng hết á. Rồi 69.000, ai lấy comment em khóc xanh đen 69.000. Khóc xanh đen mới được. Khóc xanh đen 69.000 thì lấy thì chốt. Thôi còn một xanh đen, trái đen với trái tím, còn như một xanh đen này thôi. Nó mới chỉ 69.000 luôn, chốt lên em. Khóc xanh đen 69.000. Mấy chị đơn một gắn lựa thêm nha. Chị Trần, chị Tâm, chị Tiến Phạm nè, chị Nguyễn Thảo nè, Tiến Phạm, Dung Trần, một quần lên đơn thì bên em sẽ lên đơn. Bạn này muốn một quần lên đơn thì lên đơn.
Rồi thông dài đi, đợi chốt chờ chút xíu nè. Khóc xanh đen cho chị Sâm Trần Thị nè. Rồi khóc tím thì còn trái nè, lấy khóc tím, khóc tím nè. Màu tím thì còn ba cái tím chậm nữa. Rồi, không còn mẫu khác mấy chị, khóc giờ em chỉ còn mấy cái này thôi. Xem mấy chị 69 nè, khóc tím. Khóc tím nha. À, Minh Hồng Minh lên số thoại giùm em, khóc xanh đen lên số thoại, khóc tím. 69 nè, không đi đâu mua được đâu, 50 cho đến 60, 62 ký. Còn mấy cái thôi em xem cho mấy chị thôi. Rồi lên số thoại giùm em. Còn một cái màu đen nè. Chất rất là đẹp luôn. Mấy chị một khóc em sẽ nha. Rồi chị đang bận, là nguyên một set 95 ngàn. Chị đang mặc là nguyên một set 95 k. Rồi khóc đen, đặt hàng lên số điện thoại giùm em chị Minh Hoàng Minh. Rồi khóc đen. Khóc tím cho chị Thanh Vân Nguyễn. Rồi lấy khóc đen, chốt khóc đen 50 cho đến 60, 62 ký nha. Ai lấy chốt nhanh. Còn mấy cái thôi, 69 ngàn. Đặt hàng lên số mấy chị Việt Gái ơi. Đặt hàng cho em số điện thoại để chốt đơn. Rồi em còn màu tím đậm nè, ba cái tím đậm nữa là hết. Rồi ba cái màu tím đậm, ai lấy tím đậm chốt tím đậm nè. Rồi chốt đi mấy chị. Ok Minh Hoàng Minh nè, hốt hai cái đi cho lên đơn này, có 769 ngàn cái thôi. Chốt cái 69 ngàn mấy chị, chốt một khóc sao chốt đơn được. Rồi tím đậm mấy chị. Rồi chốt lên em nha. Bộ mặt có màu nha, để cho lên màu cho. Rồi tím đậm, hết khóc. Bộ mặt nè, màu chị mặc là màu hồng, có size từ 40 đến 57 kg 95 ngàn. Màu này là màu đen nha, có size từ 40 đến 57 kg 95 ngàn một bộ. Màu trắng nha, bộ này màu trắng nha. Khóc dù em hết rồi chị Cẩm Tiên, chưa có hàng. Rồi bộ này còn bên giùm em là bộ siết trắng. Siết trắng là áo trắng màu đen nha, 95 ngàn có size. Rồi siết đen phối này em chỉ có... Siết đen phối này là em còn màu còn size ML 40 đến 52 kg thôi, siết đen phối. Đen phối này còn size 40 đến 52 kg thôi. Dạ toàn bộ áo khoác là 6 túi. Áo khoác nãy giờ em like là 6 túi nha mấy chị yêu nha. Ai hỏi phim nó đang còn không? Vô trả lời. Khóc tím, em chốt cho chị Nguyễn Thị Thu Oanh, mấy chị cố gắng lùi giùm em đủ đơn nha. Rồi có em còn màu tím, màu đen với màu xanh. Đen, ba màu. Chị lấy thì chốt. Đấy, cái em mặc ai lấy thì chốt. Rồi em còn mấy bộ 2 dây nhậm siêu mấy chị 49 ngàn luôn nè. À, chị Nguyễn Như Ý là mình lên số điện thoại giùm em. Mấy chị đặt hàng làm ơn cho em số điện thoại đi. Không cho số rồi sao em chốt được. Đặt hàng kèm số vô giùm em. Khóc đen còn cái đó, khóc 6 túi mấy chị. Rồi bộ 2 dây này mấy chị 60 cứ lại men vùi mấy chị 49 nha. Comment lên giùm em mẻ 2 dây xám. 2 dây xám 49 nha. Ai lấy 2 dây xám chốt 2 dây xám. 2 dây màu xám 49 nha, chị lấy thì chốt. Chị Như Nguyễn Như Ý ơi, mình đặt hàng lên số giùm em. Nhiều chị thứ nhất là đặt hàng mình dò lại cái số mấy chị cho có đúng hay không. Nhiều chị cho số sai thì em gọi chốt đơn không được. Và nhiều chị gọi chốt đơn không nghe máy. Đặt xong gọi chút đơn không nghe máy. Hai dây xám ok góc nhỏ trong tim là còn mấy cái màu xám không à. Bán như vẻ giá 49 ngàn luôn. Rồi hai dây xám chị lấy thì chốt. 49 ngàn hai dây xám ai lấy thì chốt. 49 ngàn. Bán luôn lụa satin đó mấy chị. Còn mấy bộ à. Xẻ luôn. Rồi chị có xẻ 10 ngàn với mười mấy ngàn không à. Cười chết luôn. Quế Lâm Trần ok nè. Ok khoác đen cho chị Minh Hoàng nè. Hai dây xám cho chị hai chữ đẻ từng nè. Quế Lâm Trần hồi chiều có cái quần nữa. Hai dây xám 49 ngàn mẹ chút đi. Rẻ nhất tổ quốc Việt Nam luôn. Thiệt luôn. Rồi cái này còn bộ siêu với chị 99 ngàn nè. Bộ này chắc rất là đẻ nha. Còn một bộ nữa mấy chị.
Bộ này 57 số loại men vừa, còn bên em mẹ bộ vàng 99 trang. Bộ này em bữa em bán với chị 125.000 ấy. Giờ còn bộ màu vàng thôi. Có mũ nè, 57 số loại em với chị 99.000. 2 giây sáng em còn ai lấy thì chốt nha. Chị Nguyễn Như Ý, mình đặt hàng lên số điện thoại mới có đơn nha. Không cho tố không có đơn. Đặt hàng phải cho em số điện thoại. Rồi chốt lên thì em mẹ này. Em chốt với chị với giá là 99.000 bộ vàng 57 kiếu lại men vừa nè. Lụa satin mẹ mang với chị giá nó quá rỉ. Rồi để em đi tìm quần, em like quần cho. Đi tìm quần. Quần em tìm em like nè. Quần còn size bự không mày. Rồi 59.000 quần Umi nè, size này 40-50kg, siêu luôn 59.000. Comment em đen sọc 59 nha. Quần Umi nha. Hãy ai lấy thì chốt nha. 40-50kg, comment em mẹ đen sọc. Lấy một cái túi với một cái tiếp kia nó đang màu đỏ. Rồi ai lấy quần thì chốt em mấy chị, mấy chị 59.000 quần Umi nè. Rồi ai lấy comment thì em mẻ đen sọc. Đen sọc nha. Em nhớ chốt đơn cho chị nha. Hồi nãy giờ á, chiều mai chị quay nhà lấy được không? Mấy chị tới buổi chiều là không có em nhà đâu. Mất công mấy chị tới xong đi về nha. Đấy, để cho bên em lên đơn rồi cho shipper người ta đi giao đây, nhiều chị tới. Nhiều bè khác rồi đi chợ. Tới xong em ơi không có nhà. Sao chị lấy đồ không có em? Điên sọc cho hai chữ đẻ từng nè. Nhiều bè á 5:30-6 giờ em đi ăn rồi tới. Thôi em ơi sao không có em nhà, đâu phải lúc nào em cũng chờ mấy chị ở nhà lấy đồ đâu. Em like xong là em đi công việc. Không có lúc nào cũng ở nhà đâu mấy chị. Em nhiều việc lắm. Rồi 40-50kg mấy chị, 40-48kg, 50kg nha. À 59.000. Cảm ơn giùm em là mẹ đen ép. Cái này là form baggy mấy chị nha, mém chị 59.000 luôn. Giống cái quần baggy hồi nãy á. Chị Nguyễn Thảo hồi nãy giờ chị mới chột được một cái lửng kem thôi. Mới được cái lửng kem thôi nha chị Nguyễn Thảo nha, lựa thơm để chút đơn nè. Nãy giờ mới có cái 79 thôi. Đấy, mới có 1 cái 79 thôi nha. Cố gắng lựa thêm. Dạ không, lửng đen hồi nãy người ta chốt trước rồi. Không có. Rồi đen ép mấy chị, ai lấy đen ép chốt đen ép nè. Rồi cái này ống suông mấy chị nào thích ống suông thì chốt. Quần Umi nhưng mà nó suông 40-55kg. Bên em không bán hàng miễn ship nha. Bên em không bán hàng miễn ship. Và Út nè khi nào đi mà gọi tôi. Mấy chị đừng hỏi miễn ship mấy chị. Giá em bán quá rẻ rồi. Bán hàng khi nào mà quần này em bán 100-120 á thì em bao miễn ship cho mấy chị. Còn giá em bán có mấy chục ngàn miễn ship nó lấy gian. Không miễn ship nổi đâu mấy chị. Không tài nào miễn ship nổi. Giờ mấy chị mua có 1 triệu, 2 triệu. Hỏi bà Dung Trần kìa. Chị Dung Trần một đơn chị mua là từ 2 triệu mấy đến 3 triệu. Hỏi chị có khi nào được miễn ship không? Hay là phí ship lên gấp đôi. Để nói xây cục nhỏ có 20 ngàn mà cục bự lên tới 30 ngàn. Ấy, hỏi bà Dung Trần ấy. Người ta ship người ta chở nặng còn cân ký nữa. Bé mua một đơn từ lúc nào cũng 2 triệu mấy, 3 triệu, ít nhất là 1 triệu mấy, không bao giờ rẻ. Không bao giờ ư dứ dứ, mua một bao tải không à. Rồi, 60-65kg, 59.000, comment dùm em là mẹ đen 2X nè. Ừ rồi, lát nữa gửi qua lên trang cá nhân của tôi, Facebook là có đầy số điện thoại của tôi trên đó. Rồi, ai lấy thì chốt. Nên bây giờ mấy chị mua hàng giá rẻ, mấy chị đừng có nghĩ tới miễn ship nha. Mình mua hàng online là mình phải chấp nhận người ta ship tận nơi là phải tốn phí ship thôi. Giống như mình đi chợ, mình đổ xăng, mình gửi xe rồi mình khát nước, mình uống nước vậy thôi. Cũng mất vài chục ngàn. Còn ta ship tận nơi là không có miễn ship.
Rồi còn mấy bộ sắc nó cái béo mèo 49 ngàn luôn nè, cho nó trống luôn. Ủa, ủa đen gì vậy bè, góc nhỏ trong tim chốt đen vậy, la nói quên mất rồi. Nè góc nhỏ trong tim chốt đen vậy, hay ít hả? Góc nhỏ trong tim đen hay ít hả, đen gì? Chị Minh Hòn, chị Minh Hòn Minh ở đâu, chị ở đâu, ship tỉnh thì 30 ngàn. Chị ở đâu, tùy khu vực, ở gần ở xe nha. Rồi ok nè, tùy khu vực cho mấy em. Bỏ cái giấy ở ngoài, đừng lét tay vô đơn, tự nhiên bỏ nó xong một cột chặt rồi lét lấy vô. Chứ gì em gì gỡ kỹ hả? Bệnh. Rồi còn mơ nó nhầm em đi vô làm cho lẹ nè. Chờ bà Hạnh trúng số, ừ chờ em trúng số rồi em bán hàng free ship. Dạ bộ mặt 95 ngàn chị ơi. Rồi bộ này cầm ơn dùm em là màu xám, sắc mắt xám nè, bộ lụa satin mé chị 49 ngàn luôn nè. Xám 49 lại cột cái chỗ này lại đi. Rồi đó. Rồi xám 49 nè. Rồi xanh đen dùm em là lấy xanh đen chốt xanh, à, xanh lé chứ. Xanh lé mấy chị. Bộ này lụa satin 60kg đổi về bé mẹ 49 ngàn đĩa bèo. Mặt ngủ cho nó mát, cho nó sướng. Đen hay ít em hết nha chị Kim Cương Nguyễn ơi. Em hết đen hay ít. Ừ 59 nè. Rồi Bình Dương 30 ngàn tiền phí nha chị ơi. Rồi comment lên giùm em là mẻ này là mẻ đen. Comment giùm em mẻ bộ đen 49. Ai lấy bộ comment lên giùm em mới chị 60kg đổi về 49 ngàn một bộ. Bộ đen 49. Cột cái quần này lại cho con. Rồi bộ đen 49 giùm em nè. Cái gì à? Bộ xanh. Ok bộ xanh cho bè Nguyên Hồ. Bộ xanh cho bè góc nhỏ trong tim. Rồi màu này xanh đen mấy chị ơi, xanh đen 49 ngàn. Lấy xanh đen chốt xanh đen giùm em nha, xanh đen 49 ngàn. Bộ này nó mới chị chất cực đẻ luôn, lụa satin. Chị nào mua là biết rồi. Giờ tiêu bè 49 ngàn là quá rẻ luôn rồi. Rẻ không còn gì nữa để nói nữa. Vì về đặt hàng vô mới cho số cầm ơn xong cái đi luôn. À, sao mai hỏi rồi sao chị em cứ chốt đơn cho em. Cái số đầu gọi. Biết về là ai gọi. Rồi Hồng nhà em mới trời. Ở Nguyên Hồ với Trung Nguyễn này nãy ba cái vào lỗ. Ngoài kia xét cái đóng nhiều xét cố kìa. Dạ bộ mặt 58kg cao 1m6 thì có size nha. 58kg cao 1m6 thì có size. Rồi tình yêu là lấy thì chốt em nè. Bè này đủ đơn cho phải ra hoài đi, trên lòng chỗ. Rồi lấy hồng, chốt hồng. Hồng. Hồng 49 mấy chị, ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 49 rồi em mấy chị ơi. Mẻ hồng 49 nè. Rồi đỏ, ấy còn mấy bộ này nè, ai lấy thì chốt. Hồng cho chị Kiệt Khánh nè, 49 nè. Hồng cho chị Kim Ly nè, mấy chị mới vô có ngắn lựa hai bộ đi mấy chị. Hai bộ để lên đơn nha. Chứ bộ không lên đơn được đâu. Nè em nói hàng này đẹp lắm, em còn mấy bộ thì em mới xem mấy chị giá này thôi. Chứ không có giá này đâu. Còn có mấy bộ thôi. Ở trong này có chị nào con trai 35-45kg không? Em còn ít áo thể thao em xem mấy chị luôn, đỏ 49. Đỏ 49 ngàn, có chị nào có con trai 35-45kg không? Rồi đỏ 49 mấy chị. Em còn màu đỏ, màu hồng, màu đen, màu xanh đen với màu xám. Chị nào mới vô chưa thấy chọn hai bộ. Quần bây giờ chị muốn lên quần gì? Từ từ em bóc chúng gì em xéo đó. Em còn xám nè, xanh đen, đen, đỏ, hồng. Vậy loại này không có quần dài chị ơi, loại này không có quần dài. Em không có loại này mà quần dài. Rồi đấy, chị nào mới vô cố gắng lựa hai bộ nha. À, quần jean em còn. Rồi em có mấy cái áo bé trai này bán cho mấy chị giá rẻ luôn. Rồi xanh đen nè. Chị Kim Ly với lại chị gì mới, hai chị mới vô cố gắng lựa thêm nha. Chị Kim Ly nè, 49 ngàn nè. Mấy chị nào đơn một lựa thêm. 57kg cao 1m6 có size XL nha chị Hiền Trần nha. 57kg cao 1m6 có size XL giùm em. 57kg cao 1m6 là size XL chị mặc vừa. Cao 1m56, 57kg mặc ok.
Rồi áo này em chốt với chị là 50.000 ba áo đi, 6 áo 100 đi. Bán vừa bán vừa tặng luôn. Phan Thị Lê Dung phải có áo khoác không? Ok chị Phan Thị Lê Dung nè, cho đủ đơn nè. Có quần lưng cao không chị? Quần lưng cao em có quần ống suông. Rồi áo này cho con trai chị nè, 35-45kg mấy chị nha. Áo này áo thun thể thao nè, 35-45kg nha. Dạ em bận là nguyên một bộ, không phải áo nha, nguyên một bộ có size 57kg rồi về. Chị bộ chị mặc còn không? Bộ em mặc còn nha chị ơi, bộ em mặc còn đủ size từ 40-57kg. 95.000 một bộ. Bộ đen 95.000 một set nha. Rồi áo này cho bé trai, em nói với chị nhiều màu, 6 cái là 6 kiểu khác nhau. Ai lấy 3 cái thì chốt 3 cái 50, 6 cái 100 áo bé. Vậy nào có con trai từ 35-45kg thì chốt. Đây hàng công ty về mặt bao mát luôn mấy chị. Hàng công ty là hàng đẹp dùm em mấy chị nha. Cái này bữa em bé mấy chị về. Bây giờ em còn mấy cái xe nhỏ thì em treo rỉ luôn. Cái này vừa bán vừa tặng chứ. Bán gì mà giá này, vừa bán vừa tặng thôi. Rồi 35-45kg mấy chị. Ai lấy thì chốt em là 3 áo 100. Lộn, 3 áo 50, 6 áo 100. Chị Nguyễn gì nè, ghi lên số điện thoại nè. 3 cái bốc cho mấy chị 3 kiểu khác nhau. Đấy, lên số điện thoại nè. Áo chống nắng, ok, cố gắng lựa thơm dùm em nha. Lựa thơm để đủ đơn nha. Áo khoác chống nắng em lên lại cái sợi dây của tôi, cái rút chạy chờ. Ba áo 50. Ok chị ạ, cho em một bộ áo trắng quần đen 52kg. Nè Vũ ơi, mình lên số điện thoại giùm em nha. Ba áo cho chị Nguyễn Hồng Diễm. Ba áo em chốt với chị ba cái khác nhau. Quần lưng cao ống suông có màu đen. Màu đen còn size S với size M. Màu đen em còn size S với size M. Nguyễn Hồng Diễm ba cái. Ôi mặt đứng lên đi mấy chị coi nè, lên số thoại giùm em nha. Áo này con bè mặt rộng á bè, 35-45kg. Bộ mặt còn màu nào nữa không, lấy thêm một bộ nữa. Chị là ai đặt hàng cứ lên số thoại giùm em đi. Muốn lấy cái gì lên số thoại bộ mặt. Size lớn của chị em còn màu đen. Màu trắng, áo trắng quần đen. Size lớn em còn áo trắng quần đen nè. Chị Nay Vũ đặt hàng lên số thoại nè. Chị Huyền Trần đặt hàng lên số thoại nè. Có số thoại mới có đơn nha, cố gắng lựa đơn 90.000 trở lên để đi đơn nha mấy chị nha. Áo mấy chị là lấy 6 áo 100, 3 áo 50 nha, xích tỉnh 30.000 chị ơi. Rồi chị lấy thì chốt em mấy chị. Ngoài tỉnh Khánh Hòa 30.000, em ở tỉnh Khánh Hòa chị nào chốt ngoài tỉnh Khánh Hòa 30.000. Rồi cho mình áo trắng quần đen 52kg bóc vẽ size L. Ba áo cho chị Nguyễn Yến ok nè. Nguyễn Yến này, Nguyễn Yến hồi nãy có cái giỏ với kim đánh răng. Ba áo em bóc ba cái khác nhau đi. Em chị em bóc ba cái khác nhau đi. Học đây có nhiều màu. Sao gì rồi. Rồi ai lấy thì chốt mấy chị ơi, ai lấy thì chốt. Bộ này có hai màu, hai màu. Chào chị Cúc nè, rồi ai lấy thì chốt mấy chị ơi. Giờ lấy thì chốt lên em nè. Tiếp tục em lên quần. Xong rồi cột lại. Chị nó không biết không có tay nữa. Quần nam em hết rồi chị Tập Nguyễn ơi. Chị ơi, bộ chị cầm quần Trung Như là sao? Là sao chị? Ok, chị Huyền Trần lấy 2 set XL đúng không? Ok, chị Huyền Trần lấy 2 set hồng với trắng nè, size XL nè. Chị nghe Vũ đọc không có hiểu comment của chị. Áo trắng quần đen 56kg, còn XL không đi? Trắng đen còn XL không? Đây còn xếp đây 95.000 một xếp mấy chị nha. Một xếp là em đi đơn cho mấy chị.
À, rồi ok, chị Bích Thùy có đơn nè. Chị kia một xếp hồng, một xếp trắng. Áo chống nắng thì em còn mấy cái nè. Em còn màu tím với màu xanh. Chống nắng thì xem với chị 69 ngàn luôn. Áo khoác nè, xem với chị 69 ngàn luôn. Cái này nó có kéo khẩu trang lên cao mấy bạn. Có 6 cái túi luôn nha. Hiện tròn hai xếp, chị mặc với là màu trắng đấy. Hai xếp XL. Rồi, đấy, 50 cho đến 60-62 kg. 69 ngàn em sale luôn mấy rồi. Mấy chị đội mũ lên là nó che luôn lên tới đây nè. Nha. Đấy. Có 6 cái túi, 2 túi ngồi, có kéo nè. Rồi 4 cái túi trong nữa là 6 túi á. Em còn màu xanh với màu tím. Xanh đen với tím. 2 túi nè, thêm 2 túi chỗ đây nè. 6 cái túi. Đấy, lấy thì chốt. Có cái 6 cái túi nè, chị lấy thì chốt. Quần ống tu 85 ngàn một quần, ống tu em còn 2 màu này là đúng sai nè. Ống tu mới chỉ 85 ngàn quần nha. Lưng cao hai lúc mới chị. Quần tay ống tu 7-90 chắc bao đẹp luôn. Màu bò từ 40 cho đến 57 kg có sai. Ta lấy màu bò chút, màu bò kèm ký. Rồi màu nâu kèm ký. 40 đến 57 kg màu nâu kèm ký. Rồi chị nào lấy màu da chút, màu da kèm ký. Em ba màu này là đủ sai. Riêng màu đen em chỉ còn size SM 40 đến 50 kg thôi. Màu đen thì còn size SM 40 đến 50 kg nha. Khóc tím chị Trần Thị Tâm có đơn rồi. Ok chị, ngày mai bên em sẽ gọi chốt đơn. Chị nào lấy thì biết nhà thì nó lấy, còn không biết thì để bên em đi ship nha. Mai bên em sẽ gọi chốt đơn. Có người gọi chốt đơn. Áo đá chị nào mới vô chưa thấy thì chốt 50 đến 60 kg. Khóc tím chị Trần Thị Tâm có rồi nha chị ơi. Rồi đợi em chốt mới chị. Rồi cái này cho chị nào 50 đến 60 kg 65 ngàn một áo đá màu da nè. Trần Thị chốt khóc màu xanh đen. Hồi nãy có chốt khóc xanh đen hả? Rồi ok, vậy thêm khóc tím ok chị Trần Thị Sâm nè. Quần đen có size 55kg rồi chị. Ok chị Trần Thị Sâm nè. Rồi comment giùm em nha. Khóc em bán 69 ngàn mấy chị. 50 cho đến 60-62kg. Rồi mấy chị ơi, lấy thì chốt giùm em. Màu này là màu 50 đến 60kg nha. Đá màu da nè, màu vàng. Màu này là màu... Còn nó bẻ hết. Chị nở rồi. Màu này là màu đen nè. Rồi mang xé nè. Màu này là màu trắng nè. Hồi nãy cho nếu mà không có trên đây là bẻ hết rồi. Rồi màu này là màu... Màu này là màu đỏ nè. Còn cái khúc tím cho bè sang sang nè. Sang tung với Dung Nguyễn. Đấy, rồi ai lấy thì chốt. Quần 40 nè, còn size 4X cho chị nào 65-70kg, mấy mấy chị 69 ngàn một quần, U10 hàng. 69 ngàn quần mấy chị U10 hàng dùm em nha. Em còn size từ cho chị nào mà 65-70kg. 65-70kg mấy chị 69 ngàn, ai lấy thì chốt nè. Rồi áo đá em xem mấy chị 65 ngàn luôn mấy chị. Áo này mấy chị 65-67kg đổi về nha. Áo đá này em xem mấy chị 65 ngàn luôn. Ai lấy comment em đá đỏ. Vô bị lầm. Chiêu quá nó buồn. Ai lấy đá đỏ, chốt đá đỏ nè. Rồi đá hồng. Đá hồng mấy chị. Này không mặc ống suông không? Mặc ống suông thì em có ống nhỏ bình thường. Rồi đá hồng nè. Rồi cái này màu xanh mưa. Em bán với chị với giá 65 ngàn luôn, còn mấy cái xem. Rồi ống nhỏ thì em còn màu bò cũng 85 ngàn quần, màu bò với màu da 85k quần. Đá hồng cho cô Thủy nè. Em xem quần dài đi nãy rồi, chờ mình chút xíu nha. Rồi mấy chị, ba ghi ống nhỏ em có màu da với màu bò 40-60kg có size. Còn bơi lên thì em số ký. Quần này là quần U Mi 60, bộ em mặc 95 ngàn. Quần U Mi này 69 ngàn, 65-70kg nha mấy chị nha. Này em còn size 4 sao 65-70kg. Hàng để cho cô Thủy 65 ngàn. Rồi chị lấy thì chốt, mấy chị qua lấy thì chốt em. Ai lấy quần thì chốt quần 69 nha.
Rồi áo đế 65 ngàn mấy chị nha. À, đế xanh bơ ok chị nè. Nguyễn Neri nè. Trời ơi, cô Thủy giờ này lên bộ hồng sắc lách, mẹ gì chậm thế, lụm áo đế lại. Cô Thủy lên bộ hồng sắc lách. Cái gì giờ này đang lai áo đế comment bộ hồng. Quần đi trên vỏ. Lê Kinh Võ ơi, bên này chưa có số, mình lên số giùm em nha. Quần 69 ngàn, em có nhiều cái viền khác nhau. Mình lấy hai quần là có hai viền khác nhau. 69 ngàn hồng lụa. Ờ, bộ hồng satin đế sắc lách á. Rồi đế kem 65 ngàn. Đế trắng. Rồi đế đen, áo này form rộng mấy chị nha. Áo này cho mấy chị 65, 67, 65 về. Nha. Quần 69 lên số thoại cho bà Lê Kinh Võ ơi. Ở bên này nó không có số của bà. Kem mới chưa có số, lên số đi. Kem mới chưa có số, lên số đi. À, cục này đủ size, ta một chút nha. Quần này em còn cục đủ size nè. Đó, size L không, hết size L. Sơ mi nam em chỉ có size 40-55kg thôi mấy chị. Trời, cục này đủ size, nó nằm trong đây không thấy. Mấy thay một ít. Đây, có size L đây. Trời ơi, nằm trong đây tưởng là hết. Có đủ size nha. Quần này em có đủ size. Quần như 65 ngàn à? 69 ngàn. Cái này em có size từ 40 cho đến 70kg mấy chị. Còn M, L, XL hay XS luôn. Rồi còn cục đủ sai luôn. Rồi lấy gì chốt nha. Rồi áo nam sơ mi nam đợi em chút. Quần 50-50kg còn như vậy. Tiếng phải em chốt cái cho đủ đơn như vậy. Ừ bán 69 ngàn rẻ luôn á. Cái này 85 bây giờ em tưởng hết sai rồi. Em tưởng còn sai lớn không em xeo. Mấy chị 69 giờ ai ngờ lòi ra một ly đủ sai. Nhiệt chưa, đứa nào lựa hàng mà xót á. No. Rồi đấy. M, L, 1X, 2X, 3X và 4X luôn. Đúng sai nha. 69 ngàn còn sót 1 ly nè. Bữa giờ có ai hỏi xe nhỏ hết rồi. Còn 4X không à. Giờ phải lòi ra đủ sai. Rồi kèm ký vô. M 40-50kg, L 50-55kg, XL 55-60kg, 2X 65kg. Ừ cho về tiếng phạm đủ đơn ra ngoài. Rồi cho mẹ đủ đơn, mẹ ra ngoài. Lên đơn. Thôi đó một nhiều quá, chắc khóc quá. Đây này một bộ hồng kia vậy. Mấy chị chưa đủ đơn, cố gắng lựa đủ đơn nè. Bích Thì một xét lên đơn. Trăm huyền, trăm huyền. Quần đó lấy em sai 2X. Ừ sao nãy quần cũng ừ. Đổi bà bé sang thấy đi. Bà gì đi kem vỏ à? Lửa thơm nha, mày đi kem vỏ nha. Chứ một cái không chốt đơn được nha. Đi kem vỏ đây. Lửa thêm nha mấy chị ơi, hai sản phẩm mới chốt đơn nha. Rồi sơ mi nem. Em có quần baby 2X nữa nè. 2X em hết nha, mày sang sang nha. Giờ còn 3X, 1X, 3X, còn L, 1X, 3X nha. Em cho chị hai quần đen 70kg. Dạ chị Nguyễn Liễu ơi, lên số điện thoại giúp em nha. Ừ có số điện thoại rồi, ok chị Nguyễn Liễu nè. Nãy giờ em có nói gì đâu. Mà ừ chị. Ừ tôi nói quần này 65-70kg. Quần 69 mà comment quần 69. Giờ mới lòi ra, ở lò chị mặc vừa nha, chị Bích Đặng nha. Hết 60kg rồi. Chiếc cam ranh 25 ngàn. Chiếc cam ranh 25 ngàn nha. Chị Nguyễn Liễu ok nè. Đây L chị Bích Đặng mặc vừa nha. Hồi bữa chị hỏi em nói hết đi. Từ bữa không thấy. Ai ngờ cục này nó nguyên một cục đủ luôn. Rồi hai quần cho chị Nguyễn Liễu là quần này 69 ngàn quá rẻ mấy chị. Còn mấy cái mới xem mấy chị 69 ngàn. Xin lại ai. Ủa sao thấy re rồi mà. Ờ rồi. Bên em gửi hai bên nha mấy chị nha. Một là bên GT, hai là bên bưu điện nha.
Rồi này còn mấy cái xe nhỏ xeo nè. Cột lại cục này lại cho chị nha, để lộn cột lại chắc xeo. Rồi Tâm nãy có đơn rồi đúng không? Có đơn nè, Nguyễn Neri này bé áo nem rồi nè. Nguyễn Neri này phải bé áo bí á. Xét cửa nè. Chị Nguyễn Hoàng Diễm lựa Hoàng Diễm gì? Nguyễn Hoàng Diễm lựa thơm nha. Nguyễn Hoàng Diễm đúng không? Rồi mấy chị, cái này cho chị nào 40 cho đến 50 kg nè, em treo luôn mấy chị nha. À, cho chị hai cái. Ông Huy 27 kg. Ông Huy này thì có 27 kg. Buồn ghê. Sai lừa hết hả? 57 kg còn có 1 cái à. 57 kg còn có 1 cái nha chị Cúc Hè nha, lấy 1 cái nha. Lấy 1 cái cho chị Cúc Hè nè. Còn có cái 57 kg thôi. Nè, còn cái sai lừa cho chị Bích Đặng nè. Sai lừa cho chị Bích Đặng nè. Không bấm lộn Cúc Hè hai lần à. Đi giấy không đi. Có nguyên thùng. Cái gì chứ? Nhà có nguyên thùng. Ok, em chốt chị một cái rồi. Bấy cho sen sen nè. Rồi hết nè. 5-6 kg hết rồi chị Bích Thùy ơi. Em còn size 65-70 kg thôi. Rồi cái này em xem với chị 49 ngàn luôn. Size nhỏ cho chị nào 40-50 kg. Đáng tặng với chị 49 ngàn luôn. Đừng mua 19 tóc nè. 40-50 kg mấy chị 49 ngàn. Cúc Hè một cái. Bích Đặng một cái size L. Cúc Hè XL. Sen sen BX. Giờ nó có 1 cái à. Nhìn cái size mày bóp. L của Bích Đặng. XL của Cúc Hè, sang sang BX. Rồi comment lên giùm em mẻ này là mẻ đen lỡ 49 ngàn cho người 40 đến 50 kg mới chị đen lỡ. Hai cái đen lỡ, chút đen lỡ nè. Rồi cái này size S mấy chị. Chị lấy comment em đen S 40 cho đến 50 kg 59 ngàn đen S. Hai cái đen S, chút đen S nè. Bộ mặt còn nha, bộ mặt còn size từ 40 đến 57 kg. Đen lửa cho Tiến Phạm nè, bán 49 ngàn luôn nè. Còn quần ố tay đen vậy còn. Từ từ em tìm nó ở đâu á, chờ em chút. Chín tóc đen 42 hết rồi chị, chọn mẹ khác đi nha chị nha. Chọn mẹ khác nha chị Diệp Phan nha. Rồi cái này 40 đến 45 kg nè, comment em mẻ 1, em ém chị 49 ngàn. 40 đến 45 kg mẻ 1, 49 ngàn quần này quần lửa nha. Còn á chị chờ em chút xíu nha, chị Song Mỹ nha. 40 đến 45 kg 49 ngàn, còn bên em mẻ 1. Này mấy còn mấy cái size nhỏ nhỏ em xem với chị thôi. Umi mai bé với chị 49 ngàn đâu chị. Em nhập vô không có 49 ngàn đâu mấy chị. Rồi cái này 40 đến 50 kg, còn bên em mẻ số 2. Cho coi bộ mặt rồi, để em hết nè, đứng dậy cho coi bộ mặt. Rồi mẻ 2, 40 đến 50 kg mẻ 2. 49 ngàn. 40 đến 50 kg mẻ 2, 49 ngàn. Mẻ 1 có chị Diệp Phan này vô chứ đỡ lộn. Có quần ngố thun em hết rồi. Rồi cái này quần dài mấy chị. Đen nhỏ ha, cái này size nhỏ. Comment giùm em mẻ đen nhỏ. Mẻ mấy chị 49 luôn quần dài. Cái này cho mấy chị 38 cho đến 45 kg. 38 đến 45 kg. 49 ngàn Diệp Phan Trung Hồng Vân. Bỏ đơn mẫu nhất. Rồi comment lên giùm em mẻ này là mẻ. Mẻ này là mẻ đen nhỏ quần dài mấy chị 49 ngàn luôn. Chị là 38 đến 4 mấy ký thì chốt. Cái gì khó thật hay dễ? Khó thật đấy. Đen nhỏ cho bè trơm nè. Bè trơm có đen nhỏ nè. Rồi đen trơm này 55 ký thủ giờ sale luôn mấy chị 49 ngàn chốt nhanh nè. Giỡn đi chung gái cho mà. Rồi ai đấy comment em đen trơn 55 kg đổ về nè, còn mấy cái xin luôn 49 ngàn nè, đen trơn nè. 55 kg đổ về nè, lúng luôn 49 ngàn. 55 kg đổ về đen trơn nè. Cái này form baggy mấy chị nha. 38 cho đến 45 kg. Comment em mẹ số 4. 49 ngàn. Ai lấy đen trơn chốt đen trơn. Ai lấy mẹ 4 chốt mẹ 4. Này size nhỏ mấy chị 49 ngàn. Đen trơn mấy chị à. 55 kg đổ lại nha, số 4. 49 ngàn. Mày vô, mày vô. Còn mấy cái siêu hết luôn. M S M L. Rồi quần ngố mấy chị nha. Quần tay, quần ngố nè.
Em còn SML em bán với chị 49 ngàn luôn. Quần tay mấy chị nha, size S 40-45kg, 4 bộ cộng 1 quần gì 4? 4 bộ cộng 1 quần ô cơ. Là mày nói mày chốt đơn bẻ hả? Ừ. Quần baggy đó còn không? Quần baggy đó còn, cho coi lại điên trơn. Quần baggy đó 85 ngàn cái còn, baggy dài còn, đủ size. Điên trơn là đẹp lắm chị ơi, 55kg đổ về chốt đi. Hôm bữa em bán 65 ngàn lận. Bây giờ còn mấy cái em siêu rẻ thôi. Chốt lại dung trần nè, trở về suy nghĩ coi lại dung trần mới chốt rồi. Mạng chạm mới theo giờ bấm lên. Đen trơn dung trần 49. Ai lấy mẹ 4, chốt mẹ 4. Rồi quần ngố này có size S là 40-45kg. M 45-50kg. L là 50-55kg mới chị. Chị này gọn gọn 56kg lại ha. À, có mẫu có đai lưng khác không? Có chứ. Có nhiều đai lưng khác nhau. 85 ngàn quần, từ từ tôi lên nha con. Rồi ai lấy quần này thì chốt nha, ngố kèm size. Ngố size L chị Quế Lâm Trần, xeo luôn 49 ngàn nè. Ngố size L cho chị Quế Lâm Trần nè, ngố này em còn S chứ M. Còn S chứ M mấy chị ơi, ngố đi em còn S chứ M quần tây nha. Quần tây đó mấy chị em còn size S chứ size M. Em bán mấy chị 49 ngàn, chốt nhanh. Đấy còn size S với size M đó chị xong Mỹ lấy thì chốt nha. S cho chị xong Mỹ nè. Rồi em còn hai cái M, ai lấy thì chốt. Xong Mỹ còn đơn chỗ đây nè. Chỗ góc ngay cái chỗ dưới ổ điện. Chỗ phòng ngủ. Rồi ai hỏi bộ em mặc đứng lên cho coi bộ em mặc nè. 40 cho đến 57 kg có size nha. Có size M chị Tập Nguyễn. Chị Tập Nguyễn ơi, bên đây nó chưa có số điện thoại, lên số điện thoại. Áo sơ mi trắng học sinh, dạ sơ mi trắng học sinh, chờ em chút xíu. Rồi bộ này chị Tập Nguyễn ơi, lên số điện thoại đây. Bên này nó không có số điện thoại. Trang này nó mới tin mới tắt luôn, nó không có số. Lên số giùm em chốt nha. Từ từ em sẽ quần ngố tiếp cho mấy chị bình tĩnh. Rồi cốt lên giùm em bộ này 95 ngàn nguyên một set. Từ 40 cho đến 40 cho đến 57 kg có size. Em còn màu hồng nè, bộ này set hồng nè. Mình xếp đen này ở đâu đựng dục không? Đen đâu? Nãy đen ở đâu lượm coi. Ok chị Tập nè. Chị ơi đơn của chị lên đơn rồi. Bây giờ là tối nay là đơn mới không có dồn được đâu. Hồi nãy có mà còn XL còn dư rút ra nữa. Không chiếc trắng á. Trắng này là giật mất của đây. Dạ sữa tắm hết. Rồi xếp này em còn một xếp trắng, em còn đủ size từ 40-57kg luôn. Xếp trắng 40-57kg. Sữa tắm em còn, giờ em có sữa tắm khác ngựa thôi. Chứ sữa tắm hôm bữa em bán hết rồi, hết bữa giờ rồi, không có hàng nữa. Xếp này ai lấy còn mới xếp trắng kèm ký nha, xếp trắng kèm ký. Ai hỏi bộ em mặc thì chốt 95 ngàn một xếp mới đi. Em nói chị bao đỉnh luôn, cực kỳ đẻ luôn. Ra ngoài không có giá này đâu, rớt hoài chèo. Này mấy chị 57-58 ký nữa lại men ok. Rồi áo trắng này cho em có tay dài và tay ngắn nha mấy chị nha. Tay ngắn em còn hai cái, em xem mấy chị 49 nè. 55-56 ký lại men vừa, 55 ký lại men vừa. Tay dài 59 ngàn, 55 kg loại men vừa mới chị. Đấy, áo này em còn ít thôi, em xem mới chị 49 tay ngắn, 59 tay dài. Ai lấy thì chốt. Rồi quần ngố màu rêu nè em bán mấy chị à. Mềm đi thì mấy ăn mì tôm cũng không ngon, một miếng mì tôm đâu ăn. Dừa. Rồi ngố. Ngố rêu mấy chị 49 ngàn luôn. Quần tay SML. Mấy chị nào đơn một lựa thơm nè. Bè nào gì kia, Nikin vỏ lựa thơm nè. Tập Nguyễn Cúc Hà. Bè nào nãy có một bộ kim ly. Úi giời, úi giời. Nguyễn Thu Oanh. Xếp chống hồng. Như em mặc size nhiêu ký trời ơi, nó có size. Lên số ký em bóc cho.
kèm số điện thoại giùm em luôn. Lên số ký kèm số điện thoại em bốc hàng cho chị ơi. Rồi ngố rêu kèm size SML 49.000 sale luôn. Ngố rêu kèm size SML 49.000 sale luôn. Ngố rêu vùng tay lưng cao hai nút nha. Ngố rêu 49.000 lên luôn. Mấy chị đang một lựa thơm, chị Kim Ly về mấy bè nào một bộ kia nữa. Nhung Trần, Nguyễn Thảo, Nguyễn Hồng Diễm, Hạnh Dương. Đơn một, bè nào một bộ đây vậy? 79.000 một caro trắng kia vậy? Hồng Đường. Chị, bên này nó trang mới á. Trang cũ của em nó bị chặn, nó mất rồi, nó không có số. Áo trắng không có 65kg nha, nên bây giờ lên lại số điện thoại giùm em. Trang này mới cho nó lưu lại nha mấy chị nha. Hệ thống thì em in một lần, phần mềm in ra một lần là nó sẽ lưu. Đấy, chỉ cần mấy chị cho một lần là bữa sau là có rồi, không có xin nữa. Tự vì bên này nó mới, nó bị mất thôi nha. Rồi chốt lên giùm em. Ngố rêu kèm size SML. Chị này mới vô, mới một sản phẩm lựa thơm. Đơn một, úi giời, đơn một nhiều quá. Chị Nguyễn Hồng Diễm. Ok, chị Phan Hương 45kg. Chiếc giống em mặc 45kg, 95.000. Mấy chị ơi, mấy chị đơn một nhiều quá, mấy chị ơi. Dạ anh Lê Quốc, một thể thao em không có. Bộ đùi caro nhiêu ký vừa? Đùi caro 55-56kg lại thôi. 55-56kg lại à. Ủa Hồng hết mờ hả gái? Hồng còn bộ chị mặc đó hả gái? Rồi chốt cái này cho Phan Hương 95.000. Ok chị Phan Hương, bộ im mặt 95k. Rồi sơ mi em có size 40 cho đến 55kg thôi nha, không có size bự. Để lên cho coi, chị còn size nhiêu ký. Sơ mi em chị còn size nhiêu ký? Bốn mươi đến 55kg thôi. Size 2X nè, cho người từ 50 cho đến 55kg. 55, 56, 57 tùy form người ha. Rồi cái này comment giùm em màu xanh nhạt. 55, 56kg. Em bán với chị 49.000 lên sale luôn. Rồi ok, 50 đến 55, 56kg comment em xanh nhạt 49. Sơ mi em chất rất là đẹp nha. Mấy chị nào mua rồi biết. Bây giờ em còn mấy cái sale với chị 49.000 luôn. Xanh nhạt 49 thì em còn size nhỏ thôi, em mới sale với chị. Xanh nhạc 49 nha. Ai lấy thì chốt nè em. Rồi cái này còn mua đi mẻ đen nè. Đấy 50 cho đến 55, 56kg. Xanh nhạc của chị Quế Lam Tròn. Em xem với chị 49.000 nha. Rồi ai lấy còn mua đi mẻ đen nè. Nút bấm với chị nha. Co giãn nè. Rất là đẹp luôn. 50 cho đến 56, 57kg tùy form người cho em. Nút bấm này chất co giãn luôn, cực kỳ đẻ. 49.000 không đi đâu mua được, thiệt luôn. Size 2X nha, ok đen nha chị Dung Trần nè. Em còn mấy cái thôi, size nhỏ nhỏ mới bán mấy chị giá này thôi. Rồi comment em mẻ trắng 49.000 mấy chị. Không đẹp, không lấy tiền. Trắng 49.000 mấy chị mới đơn một lựa thơm nè. Trời ơi, hai bê bè đơn một vô một cái không sao chốt đơn. Rồi trắng cho mấy em 49.000 mẻ trắng. Rồi mẻ này mẻ số 1 đi mấy chị. Mẻ 1 50 cho đến 55, 56kg. Trắng của chị Phan Hương nè. Rồi mẻ 1 mấy chị. Mẻ 1 50 đến 55, 56kg nha. Mẻ 1 49.000. Chất co giãn mấy chị nha. Chất co giãn hàng bao đẹp. Không đẹp không lấy tiền. Xui này mấy chị ra ngoài mua 160, 180 một cái chứ không có rẻ đâu. Hàng chất giãn như thế này.
Rồi mẻ 1 mấy chị. Rồi mẻ 2. Chắc này chắc coi giảng nha. 50 cho đến 56, 57 ký tùy phôm người mẻ 2. Ôi mẻ này đẹp nhỉ. 49.000 mẻ 2. Hai lấy mẻ 2 trước mẻ 2. Mẻ 2 49.000. Mẻ 1, mẻ 2. Mẻ 2 của chị Dung Trần. Mẻ 2. Rồi mấy cái này sơ mi lụa. Rồi sơ mi lụa này cho người 60-62 ký đổ về. Còn hôm nay mẹ sơ mi lụa 60-62 ký đổ về. Mấy chị hàng lụa 3D nè, 60-62 ký đổ về 49.000. Mấy chị đơn một nhiều quá. Chị Tập Nguyễn lựa thơm nè. Chị Tập Nguyễn muốn coi gì em like cho chị lựa cho đủ đơn nha. Em có áo ba lỗ em lên lại nè. Mấy chị nào đơn một mấy chị lựa thêm giùm em. Chú ít là nhà em không chút đơn được. Có một cái 49.000 sao chốt. Lụa cho chị Dung Trần nè. Sơ mi lụa này hàng đẹp đó mấy chị. Xem mấy chị 49.000 luôn. Ok lụa cho chị Dung Trần nè. Thun phơm rộng rồi ok. Thun phơm rộng mày muốn coi chưa đế hay là không đế. Lụa em có hình khác nè. Lụa đó. Ok lụa cho bà sen sen nè. Coi cái tay nè. Ok sen sen có sơ mi lụa nè. Cái này nhiều chị á, em thấy mấy bè bữa bận mua với em về bận á, mấy bè bận á, chụp hình đẹp chán luôn. Bận đóng thùng. Rồi mấy chị, lụa này cho chồng chị nào 50 cho đến 55, 57 kg. Comment nhầm em mẻ lụa 1. Lụa 1 50 cho đến 55, 57 kg lụa 1. Này đẹp nè. Lụa 1 dùm em nè. Ai lấy lụa 1, chốt lụa 1. Cái này nữ mặt cũng đẹp. Nữ mặt, đóng thùng vô. Bây là một bữa con chút. Lụa 1 mấy chị, ai lấy lụa 1, chốt lụa 1 nè. Em có lụa với lụa 1, ai lấy thì chốt. Em lại áo mẻ 1 hả? Đây 50 cho đến 55, 56 kg, 57 kg lại tùy phân người nha chị ơi. 50 đến 55, 56 kg. Mẻ 1 49 nha. Em đi ken vỏ áo thun phơm rộng muốn coi áo đá hay là áo không đá. Thun phơm rộng thì em có hai loại, một là đá, hai là không đá. B là áo thái, áo thái hở lưng. Em có áo thái hở lưng. Thun phơm rộng thì em đi kiếm nè. Dạ, sơ mi em còn size nhỏ nhỏ không có size. Còn sai một ít không à? Rồi, từ từ. Giờ còn sai một ít không rồi chị Phan Hương. Một ít thì mặc không vừa. Mẻ một cho chị Tập Nguyễn nè. Nhà 55kg còn mẻ 1 nè chị. Chị Hồng Đường chốt cho đủ đơn nha chị Hồng Đường. 55kg em còn mẻ 1 nè. Với lại mẻ lụa. Mẻ 1 với lại sơ mi lụa 55kg đó. Em còn mẻ số 1 với mẻ sơ mi lụa. Rồi cái này cho chồng chị nè 60-62 kg đổi về mấy chị. Comment giùm em là mẻ số 3. 60-62 kg đổi về mẻ 3 mấy chị. Mấy chị 49 ngàn. Sơ mi này lụa 3D rất là đẹp nè.
số 3 49 nha, lấy 3 chốt 3. 60 62 cứ đổi về mẹ ba. Không có 70 kg chị ơi, không có xe nhỏ thôi. Sơ mi vàng 35, ok chị Tập Nguyễn có sơ mi vàng 35 nè. Không ai được canh nó bận. Ok. Rồi mới chị 65 cưới đổi lại. À lấy cái này comment thì em mẻ kem. Phung Thái bán chị 35 ngàn luôn. Cái này em có size từ 40 đến 65 kg. Mẻ kem 35 ngàn, size 40 đến 65 kg. Ai lấy kem chút kem kèm ký. Ai lấy kem chút kem kèm ký mấy chị. Kem kèm ký thì em nè. Từ 40 đến 65 kg chị lấy kem chút kem kèm ký. Mấy chị một cái gắn lửa thơm gì mấy em. Hay lấy kem chút kem kèm ký mấy chị. Màu đuổi này em còn màu trắng nè. Em bán chị 39 ngàn luôn. Bộ này là bộ đuổi lửng. Còn màu trắng là bán 39 ngàn. Chị Nguyễn Thu Quanh đâu rồi? Kem bao nhiêu ký chị Bích Thùy ơi, này nó có sai á. Kem nhiêu ký? Cho chút ký em chốt cho mặt dừa. Ơi chị đơn một đâu rồi? Kem ký mấy chị ơi. Mày em có size 65 ký đổi về chốt kèm ký rồi. Mày em chị Bích Thùy nhiêu ký á chị? Chị Bích Thùy kem nhiêu ký? 56 ký rồi ok chị. 56 ký. Rồi cái này cho chị nào 57 40 cho đến 57 ký đổi về bán với chị 39 ngàn. Bộ đuổi màu trắng, đuổi lửng nha. Đuổi lửng màu trắng nè. Rồi đuổi lửng màu trắng bán với chị 39 ngàn này bán tặng thôi. Hôm bữa em bán với chị bộ này tới 65 ngàn, 69 ngàn chắc. Giờ còn mỗi màu trắng thôi, bán luôn mới về giá rẻ. Còn mỗi màu trắng thôi. Rồi chị nào chưa đủ đơn em lên cái này cho bè đủ đơn nè. Trắng đuổi cho chị Dung Trần. Em còn 5 bộ chị lấy thì chốt 39 ngàn em bán luôn. Em còn 5 bộ em bán luôn với chị 39 ngàn bộ trắng. Bữa trắng em còn 5 bộ một màu trắng này thôi 39 ngàn. Rồi cái này là dầu massage mấy chị nha. Cái hũ của chị đâu ta? Này dầu massage. Đấy, mùi thơm rất là dễ chịu luôn mấy chị. Mùi thơm cực kỳ dễ chịu luôn. Một hũ như này 25 ngàn. Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi, không dùng cho mẹ bầu mang thai nha. Cái này giờ mình chị nào mà nhà có bé mẹ lớn tuổi đau nhức xương khớp rồi đấy. Trời mà trở trời hay bị đau nhức ấy, hoặc là mình bị đau đầu chóng mặt rồi mệt mỏi là mình massage cực kỳ dễ chịu luôn. 25 ngàn mình mua về mình tặng. Tặng cho bé mẹ dùng. Côn trùng cắn sức được, cái này là không thoa lên vết thương hở nha mấy chị nha. Đấy mình nên mua một lọ để trong nhà để dùng. Nhất là chị nào mà nhà gia đình có bé mẹ lớn tuổi ấy, mua gió nắng trở trời hay bị đau nhất á là mấy chị mua về dùng massage. 25 k một hộp. Một hộp 25 ngàn. Cho chị à, kem đánh răng em bé với người lớn này. Cái này là nó thun nem em hết rồi. Cái này là bánh xà phòng rửa tay mấy chị nha, 11 ngàn một cục, chị lấy thì chốt. Ai chưa đủ đơn, ai mới có 70, 60 mấy, 7 mấy ngàn mấy chị có thể lấy thêm dầu hoặc lấy thêm xà phòng cho đủ đơn nè. Rồi em chốt mấy chị với giá là 11 ngàn một cục. Ai lấy thì chốt. Chị này chưa đủ đơn nhắn lựa thơm cho đủ đơn. Em còn nghỉ, em like tới 10 rưỡi em nghỉ. Rồi áo này 65 kg là còn bên em mẻ vàng 35 ngàn. 65 kg đổi về mấy chị mẻ vàng 35k. Ai lấy vàng chốt vàng 35 ngàn dùm em. Còn ngủ hết rồi. Còn ngủ hết rồi chị. Còn bộ sát nách hồi nãy màu xám ấy. Còn bộ sát nách. Còn bộ satin này đem lên lại cho mình. Chị ở đâu chị ơi, chị ở đâu? Tiếp khác tỉnh 30-35 tùy nặng hay nhẹ. Chị ở đâu? Nếu mua hai sản phẩm thì tiếp tỉnh thì 30 ngàn.
này thì em có nhân viên gọi chốt đơn sẽ báo cho mấy chị tổng đơn tổng ship ha, yên tâm. Đồ ngủ em còn cái này nè chị, đồ ngủ em sẽ 49.000 nè, đồ ngủ em sẽ 49.000, em còn bộ này nè, còn hai bộ 2 dây 18. Rồi buồn ngủ em xe 49.000 lấy thì chốt 2 dây xám nè, 60kg đó lại nha, 2 dây xám. Chị nào lấy dầu comment dầu em mới chị nha, chị nào lấy xà phòng comment xà phòng. Một cục xà bông 11.000, một hộp dầu 25.000. Ai lấy dầu chốt dầu mới chị, ai lấy xà bông giùm em. Rồi Ninh Thuận ship 30. Comment lên giùm em mẻ này là 2 dây xám em bán với chị giá 49.000. Nãy buồn ngủ em còn mấy bộ này thôi, 2 dây xám 49k. Ai lấy 2 dây xám chút 2 dây xám nè. Chị Kim Ly còn đây không hay đi rồi? Nguyễn Hồng Diễm còn đây không? Mới về đơn 1 đi rồi hả? Rồi bộ sắc mắt em còn màu đỏ, đỏ xanh đen, dưới đen, đỏ xanh đen dưới đen nè. Thấy bộ ngủ quá chị lấy thì chốt màu xanh đen nè. Còn ngủ em còn mấy bộ đây nha chị ơi. Chị Bích Thùy lấy 25k là lấy dầu có phải không chị? Phải lấy dầu không thì comment lên giùm em để em biết nha. Lấy dầu chốt dầu. Thôi chị lấy dầu không? Rồi quần chip em còn mấy cái nè, 15 cái quần chip em bán với chị 59.000 một quần, 5 cái 45.000. Này chip này có lỗ thông hơi nha. Rồi 5 cái quần chip này 45.000 mấy chị, 9.000 quần nè, 40 đến 57kg. Nè quần chip mấy chị nha. Ok chị Bích Thùy nè. Rồi ai lấy quần chip này em còn 5 cái màu này nè, 1 2 3 4 5. Rồi 5 cái quần chip này bán mấy chị với giá là 45.000. Ai lấy thì chốt 40 đến 57kg. Rồi em có màu sáng nè, màu sáng cũng 5 cái 45.000. Ai lấy màu sáng chốt màu sáng nè. Đấy, cái này xu thông hơi mấy chị nha, màu sáng 45.000 5 quần. Em còn 15 quần hết. Ai lấy quần chip thì chốt. Chị lấy quần chip thì chốt nè. Bộ đỏ 49 nha chị Tập Nguyễn nè. Chị lấy quần chip thì chốt lên mấy chị nha, em còn ít thôi. Rồi giờ ai còn muốn coi gì nữa không chị nói, còn không đi tắt like. Còn ai muốn coi gì nữa không? Có chị nào có con gái không, mấy tuổi không? Không có dầu miên nha chị ơi, em không có dầu miên. Cái này là em bán hàng của bưu điện đấy. Nhỏ em làm bên bưu điện đấy. Hàng bưu điện nó ra số, ép số nó bán nên em bán dùm nó thôi. Chứ em không có chuyên mấy cái đó. Rồi áo ba lỗ mấy chị, 100.000 ba áo, 35.000 một áo. Ba lỗ này 40-55kg. Ai lấy áo ba lỗ thì chốt. Áo thun phông rộng em lên rồi đấy, nàng không chốt. Áo thun phông rộng em lên rồi đấy. Đi tìm áo thun thái ở đâu à? Ai lấy ba lỗ chốt nè. Quần chip 45.000 nha chị Bích Thùy nha. Quần chip 45.000 giùm em. Không có áo cái xấu nha, quần chip 45.000. Mỏ với éo. Rồi lội đá chờ chút xíu lên lại lội đá. Rồi áo này thun thái mém chị 35.000 nè. 49. Rồi mấy chị thun thái nha, xem luôn 35.000. Phơm rộng mấy chị nha, 67, 65, 67 cứ lại men vừa. Rồi bên em mẹ Thái Kem 35 nè.
Thái kem 35.000 em nè. Ai? Rồi thái kem 35 mấy chị. Ai lấy thái kem chút, thái kem nè. Không không, cái kia cái đó mẹ một. Ai thái kem chút, thái kem nè. Dưới đây nè. Thì bỏ cô để một chỗ cho dễ. Rồi ai lấy cồn lên lên giùm em là mẹ thái màu bò mấy chị, thái bò em bé mấy chị giá 35.000 luôn này, thun thái nha. Không éo sơ mi thì nó bỏ bẻ một chỗ đó. Rồi ai lấy thun thái thì chốt em giùm em mấy chị giá 35 cho em. Lâu ơi, lên số điện thoại giùm em, bây giờ mới vô thì cố gắng lựa em đủ đơn chứ một cái không chốt đơn được. Bò cho hồng đường cho đủ đơn là 49.000. Bò cho hồng đường nè. Chị Tu Minh Lâu ơi, giờ mới vô cố gắng lựa giùm em ít nhất 3 áo mới đủ đơn, lên số điện thoại giùm em. Rồi mẻ vàng mấy chị này thun thái phân rộng nè. 67 cái loại men ok nha. Thái bò hết nha, bò chốt cho bè. Hồng đường rồi em còn màu vàng nè. Vàng thì chú Minh Lưu đặt hàng lên số hội giùm em. Kem chốt ly kem vỏ nè cho đủ đơn nè, chưa lấy xuống. Rồi bò luôn ok ok, ly kem vỏ có kem với bò. Em còn màu vàng 35.000 chốt luôn. Em hết màu bò rồi chị, em còn màu vàng với lại màu kem. Chị chú Minh Lưu lấy hàng thì lên số hội, không có số không chốt được. Rồi em còn vàng với kem, chốt cho chị Xuân Lô màu kem nè, lưỡi trắng B9. Rồi em có màu này là màu hồng. Đấy, vàng kem hồng chốt 3 áo đi đủ đơn, lên đơn. Em thun thái phân rộng nha mấy chị nha. Thái rộng. Em bán mấy chị 35k. 35k giùm em nè. Bình Thuận chắc tầm 2 ngày á chị. Sáng mai bên em gửi chốt đơn thì sau đó chắc tầm 2 ngày. Chị em còn màu hồng với màu vàng nha chị Thu Minh Lương nha, lấy nhiều chốt. Màu hồng với màu vàng. Hồng với vàng. 35.000 siêu luôn. Em thái chắc đẻ 35.000. Để đi kim vỏ cho nó ra đơn 2 áo cho bé. Chị Tư Minh Lơ bây giờ mới vô chốt một cái không có lên được đâu. Lấy hốt hồng với vàng cho đủ đơn 3 áo cho đủ đơn. Bây giờ em chuẩn bị nghỉ rồi, một cái không có lên đơn được mất công em lại sẽ ra. Đấy, kia bỏ nó riêng ra đi, bóc ở đâu vậy? Dây gì được bội gì? Mày có cái kem đó, mày có một cái cũng mượn re cho mất công. Mày chốt đủ re, giờ tắt like rồi, 10 giờ đủ rồi. Vô một cái thật chút đơn. Nè em bé, em xem mấy chị 65 nè. Phương rộng mấy chị 65, 67 ký đủ giờ, chị nào còn còn 70 ký luôn. Nha. Hồng nữa là 2 cái nha. Thêm cái nữa đi cho đủ đơn. Hai cái có 70.000 thôi. Rồi 65.000 đế đen. Đế kem. Đế trắng. Rồi 65 kem mấy chị. Ai đéo đế thì chốt nè. Đen kem trắng hồng đỏ 5 màu. Màu đen, màu kem, màu trắng, màu hồng, màu đỏ. Quần em còn size 65 70 kg nè, em chốt có chị 69.000. Quần em còn size 65 70 kg, chị size bự có quần này thôi, 65 70 kg đến 69.000. Cục cho máu thẻ xuống nào. Rồi 65 70 kg mấy chị 69.000, quần phân rộng phân bự yên chỉ có quần mi này thôi 69.000. Lấy gì chốt? Lấy gì chốt? Em cắt line. Quần phân tay chỉ có đó thôi.
ghe đơn ra ngoài hết, coi đủ đơn, không có quần lửng. Còn cái bè kia bộ hầm lụm lại kim ly, kim lý, kim ly gì kia. Rồi cái bè này nó có một cốt lụm lại luôn, tôi lai lại luôn, thu quanh nè. Một cốt 69 ngàn, bắt đầu em xẻ đơn một nha mấy chị nha. Thằng Nguyễn Hồng Diễm béo em bé nè. Nghe hoài đi, đưa nó về đơn một qua đây, một cốt qua đây. Rồi bộ này em bán với chị với giá 49 ngàn. Bộ đang mặc còn 56 ký nha chị nha. Bộ đang mặc còn size 56 ký nha. Bộ đang mặc 95 ngàn. Rồi cái này còn bên em mẻ hồng 49 với chị 60 ký đổ về nè. Em sẽ đơn một xem em nghĩ với chị. Ai lấy hồng 49 chốt hồng 49 nha. Mấy chị cố gắng lựa đủ đơn giùm em để có đem lên đơn nha. Đấy. Còn chị nào muốn hai áo 70 ngàn, muốn ship thì nói luôn để bên em biết ngỡ. Chị nào mà hai áo 70 ngàn muốn ra đơn thì em ra đơn cho mấy chị. Đấy. Rồi. Đồ bự em chỉ có những đó thôi chứ em không có đồ bự đâu. Hai cái bộ đó thì chốt em mấy chị. Bộ hồng cho chị Cúc Hè nè, cho đủ đơn nè. Ok nè. Chị đang một nè, khóc tím nè, mấy chị 69 ngàn, 50 cho đến 60, 62 ký. Ai lấy khóc tím cho khóc tím nè, sẽ đơn một nè. Khóc tím mấy chị. Lấy đang mặt 56 ký cho chị Bích Thùy nè. Thế đang mặt có 95 ngàn, nó mấy chị quá rẻ, mấy chị không chốt là mai mốt không có nữa đâu. Rồi 50 cho đến 60, 62 ký khóc tím 69 ngàn, mấy chị ai lấy khóc tím cho khóc tím giùm em nè. Rồi 50 cho đến 60, 62 ký khóc tím nè. À đây khóc tím, chút khóc tím. Rồi 69 ngàn khóc tím. Ra đơn cho bài Sô Binh Lưu nè. Bích Cúc Hè. Rồi ra đơn luôn. Rồi chị lấy thì chốt. Khóc tím, khóc tím như là khóc xanh đen. Đấy, em còn hai cái này thôi. Khóc tím với khóc xanh đen. Đây là một bộ kia. Rồi khóc xanh đen mới rồi. Chị kéo lên tháo đây luôn. Rồi 69 ngàn em xem luôn nè. Ai lấy khóc tím, chốt khóc tím. Ai lấy khóc xanh đen, chốt khóc xanh đen giùm em. Mắc cái mẹ rồi. Còn ai đấy có xanh đen, chứ có xanh đen 69 ngàn à. Bộ hồng hết rồi, bộ hồng chốt cho chị Cúc Hè rồi. Chị ơi, bộ hồng em hết. Hồng em chốt cho chị Cúc Hè rồi, em không có màu hồng. Hồng em chốt cho chị Cúc Hè rồi nha. Rồi ai đấy cảm ơn em có xanh đen 69 ngàn. Bộ hồng không có nha chị Tập Nguyễn nha. Có xẻ bộ đỏ em xẻ ra luôn, chứ không có để đổi đâu. Có xẻ bộ đỏ không em xẻ ra luôn nha. Bộ hồng em chốt cho chị Cúc Hè rồi, cho đủ đơn rồi. Không có để đổi không. Có xẻ thì biết nổi em xẻ ra luôn. Có xẻ thì biết nổi. Rồi vậy để vậy rồi ok. Rồi nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ nha. Rồi em bớt nha mấy chị nha. Bye bye.